Trong vàng có anh đây chưa đến. Ừ, quay tôi phát ghi hình luôn. Một cái lời giới thiệu quá ấn tượng luôn ha. Làm bên du lịch vậy chắc em thích đi đó đi đây lắm hả? Dạ đúng rồi anh, em đi nhiều lắm. Dạ. Có gì em dẫn anh đi du lịch ha. Dạ. Tôi với ông đi về để cho tự nói tự bấm luôn đi. Đúng rồi. Chứ bây giờ hạp cả quá rồi. Xin mời nhà trai. Ơi, hình đáng quá. Bây giờ thì xin mời nhà gái. Rồi. Sông vàng có anh đây chưa đến. Bên Ninh Kiều anh đứng đợi triền miên. Nhiều khi muốn dứt bỏ muôn phiền. Tháng năm tự nhủ họ. Chứ tháng năm tự nhủ kiếm tìm làm chi. Ơi ơi, hò miền Tây á, biết hò không? Hò lại đi. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, miền Tây. Chào ai? Hồng dạ, Vân. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Giận ơi, tôi giận. Dạ, em là người miền Tây, em biết hò. Rồi, hò đáp liền. Có một vài câu hát em muốn hát. Có mấy lúc ta ngồi lại bên nhau, ngày nắng quanh năm chẳng sâu, mà ngày mưa chỉ một ngày. Chỉ một ngày mưa như thế mà em đã vội buông tay. Ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tay ngang, đừng quên đôi môi anh mơ, hay rộng nói trăm lần. Vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ vẫn luôn cười mỗi khi đau. Nếu yêu thêm người sau thì xin em cũng đừng quên tay anh. Và nên nhớ ai đó là người vượt qua bao thăng trầm, cùng em đi qua bao khoảnh khắc để giờ này lại chia tay. Ôi ghê thiệt, hát giả thanh luôn. Phía cuối con đường kia, cứ mỗi đêm trời khuya, nước mắt tuôn rơi hoa. Hay quá. Trời ơi, hát mà hát giọng giả thanh luôn mới ghê. Mưa luôn, giống như bồng con hát vậy đó. Sau vài phút giao lưu âm nhạc, bây giờ giới thiệu về mình đi đàn gái. Dạ, lần đầu tiên cho phép em được gửi đến chị Hồng Vân. À, anh Cát Tường, bạn nam. Dạ, dạ anh Nguyễn Linh, bạn nam bên cạnh cùng với toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Em tin chắc rằng là trong mỗi chúng ta thì ai cũng có kỷ niệm đúng không ạ? Và đặc biệt là kỷ niệm tuổi thơ chúng ta thì hay gắn liền với những câu ca dao, tục ngữ nè, hay nói về cái tình yêu thương giúp đỡ con người. Và trong số đó thì chắc chắn ai cũng biết đến câu ca dao rất là quen thuộc là diễu điệu phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Hôm nay em cũng hết sức là một người đặc biệt khi mà tên của em lại xuất phát từ câu ca dao đó. Và đó là từ đầu tiên trong câu ca dao. Dạ, tên đầy đủ của em là Trần Thị Nhiễu. Em năm nay là 31 tuổi. Em đến từ một cái vùng đất mà cả tỉnh miền Tây á, thì chỉ có nơi đó có nhiều núi, và người ta hay gọi đó là Thất Sơn Bảy Núi An Giang. Nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Tôi quay tôi phát truyền hình luôn hai video clip này. Một cái lời giới thiệu quá ấn tượng luôn ha. Nhiễu là nhũng nhiễu đó hả? Dạ, nhiễu nhão. Mọi người hay gọi em với một cái tên thân mật là nhiễu nhão, là nhiễu sóc. Bây giờ vậy nè, Linh ơi, bạn này làm nghề gì? Em làm bên lĩnh vực du lịch ạ. Thiết kế, điều hành rồi đi luôn. Nói chung là rảnh thì em cũng đi luôn. Ờ, dạ. Vậy đó hả? Hai bạn này có một cái giống em ơi, nhau. Em làm bên du lịch vậy chắc em thích đi đó đi đây lắm hả? Dạ đúng rồi anh, em đi nhiều lắm. Anh cũng thích đi đó đi đây, anh cũng thích đi du lịch lắm. Dạ. Có rồi. Gì em dẫn anh đi du lịch ha. Dạ, anh yên tâm mà. Và tất cả quý vị khán giả có nhu cầu đi du lịch thì cứ liên hệ em ha. Em sẽ dẫn mọi người Cần Thơ, đi. Cần Thơ cũng có nhiều chỗ đi du lịch lắm em ơi. Mà anh chưa đi hết nữa đó, Cần Thơ có nhiều chỗ du lịch cũng vui lắm. Tiếp hai đứa giới thiệu du lịch đi. Đấy, tôi với ông đi về để cho tự nói tự bấm luôn đi. Đúng rồi. Chứ bây giờ hạp cả quá rồi. Đúng rồi. Mình nghỉ đúng ngơi rồi. Xíu ha. Rồi các ngồi bạn đi. Mình giao lưu với nhau đi hai hả? Hai đứa giao lưu đi. Trực giới tiếp thiệu luôn. Đi huyện nào gần đi đó, giới thiệu đi hai trước đứa. Trước tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Em tên đầy đủ là Hồ Tấn Sinh.
Em thì quê ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Hiện tại thì cũng đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Em học luật của Đại học Cần Thơ, sắp ra trường của Đại học Cần Thơ. Tháng 4 này là em làm lễ tốt nghiệp là em xong. Vì 30 tuổi như tháng 4 làm lễ tốt nghiệp hả? Dạ, em đi học, hệ vừa học vừa làm anh ơi. À, dạ. Rồi tưởng đâu 30 tuổi mới tốt nghiệp chứ. Dạ. Học dữ rồi nha. Dạ. 30 tuổi còn học luật nữa hả? Dạ đúng rồi. Rồi hai bạn hỏi đi, có hai bên gần nhau không? Hiện tại em ở Cần Thơ, em ở trong quận nào vậy em? Em ở quận Ninh Kiều á, đường Lý Tư Trọng á anh. Gần cái hẻm một chịch nấu chao mà của ông Thành Giao á. À, hẻm Lý Tư Trọng. À trời, gần chỗ anh này nghe, anh cũng ở Cần Thơ, ở Ninh Kiều, anh ở hẻm 56/14 gần trường mẫu giáo An Phú á em. Vậy hả? Trời, cái này để em tìm hiểu chắc, lại. Chắc coi chừng mình đi ra đường nhằm khi mình gặp nhau rồi đó. Dạ. Hỏi của bà con vậy trời. Em quê gốc tại Cần Thơ luôn hả em? Ờ không, quê em ở An Giang. Anh lộn, nãy em có nói rồi, An Giang, Thất Sơn, Bảy Núi. Hai bạn tự nói với nhau về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Đúng đi. Đúng rồi, hỏi coi đó. Dạ, em nói trước ha. Em nói trước dạ. Đi. Điểm mạnh của em thì là vui vẻ, hòa đồng nè, có khả năng dẫn dắt câu chuyện. Chính vì dẫn dắt câu chuyện cho nên nhìn thấy rất là mạnh mẽ. Tuy mặc áo bà ba thì hôm nay vậy thôi, dạ, nhưng mà bình thường thì lên cũng men lắm. Hay dễ mũi lòng á, ví dụ như xem những bộ phim gì đó thấy người ta đáng thương quá. Em diễn thôn nhân vật nữa, dạ, khóc thôn nhân vật luôn. Anh nghe cái giọng nói của em chắc em có nhây này chưa đâu không em? Chắc dạ. Chắc nhây dữ lắm phải không? Dạ, cũng có nhây. Độ kia cũng dữ lắm phải không? Dạ. Anh, tại vì anh cũng là cái tiếp người như vậy, anh cũng thích cái mẫu người như vậy đó. Nói chung thì đúng người hợp ý thì nói chung là nó sẽ nó bài cao lắm á. Dạ. Điểm mạnh của anh thì như nào ạ? Anh thì anh là học luật, bởi vì anh cũng hay nói nhiều lắm, mà điều lúc đầu á gặp thì ít nói lắm, nhưng mà gặp quen lâu rồi á là nói cũng hơi nhiều đó, nhưng mà nói nhưng mà chịu lắng nghe người khác. Học anh... luật chắc là khô khan lắm anh, người ta hay nói luật là khô khan. Không, anh học luật không khô khan đâu, anh học luật nhưng mà anh thích nghệ sĩ lắm. Anh có cái sở trường ưu điểm là anh hát, có cái đàn nhưng anh chơi đàn không được, nhưng mà anh hát được nhiều thể loại lắm. Dạ. Chẳng hạn anh có thể hát được theo cầu, em thích nhạc boligo, nhạc trữ tình, ca cổ hay là cải lương gì, nói chung người miền Tây, bởi vì anh hát được nhiều lắm. Em có biết hát không? Người ta nói là phụ nữ quan trọng là thần thái đúng không ạ? Thấy thì cái gì em cũng làm được hết đó, từ tăng nhạc, tăng cổ, cái gì bolero, cái gì hò em cũng làm luôn. Dạ, anh thấy em hò rồi đấy. Em nói anh mới nhớ, em làm được tất cả vậy, em biết làm công việc nhà này kia đâu không? Dạ, em là người phụ nữ của gia đình đó, cái gì chị cũng biết. Anh thì cũng không sao. Dạ. Em hỏi là anh thì nãy giờ nghe nhiều cái ưu điểm rồi, không biết là cái khuyết điểm hay là cái tật xấu của mình là như thế nào anh? Nhược điểm á thì thể thao là anh chơi bóng đá hơi dở, nhưng mà có cái anh cũng siêng tập thể dục, nói chuyện nhiều là cũng là nhược điểm và cũng là ưu điểm của anh. Xấu anh? Tật xấu của anh thì anh không biết nữa, anh không có hút thuốc, cũng không có uống rượu luôn đó. Anh cũng không có là cà quán xá nữa, nhiều khi đi học rồi đi làm là lâu lâu thì hay đi cà phê một mình rồi xong rồi đi về không à. Bởi vậy mà chắc vậy chắc cũng ế tới giờ, ế đã 30 mùa dâu rồi đó. Ở Cần Thơ là có dâu ngon lắm em, dâu mà dâu Hạ Châu của Phong Điền á. Đúng rồi. Biết dâu Hạ Châu ha. Mà tháng này á, là ngay cái đợt này á, là nó hết mùa rồi, bởi vì anh có món quà khác tặng em, một hồi món quà vui lắm. Ý nghĩa nữa. Dạ. Anh có cái tật gì mà khác người xíu không anh? Đó có nhiều tật xấu. Em nói em mới nhớ, anh có tật xấu này lắm nghe, là hay quấy mũi nè, hay cắn móng tay nè. Nó thấy sợ mấy cái tật xấu đó không? Lâu lâu cũng hay dọa đầu nhỏ này, là khai thiệt với chương trình với là khán giả xem tivi luôn, là ngày xưa là tè dầm liên miên luôn á, hồi nhỏ. Vậy bây giờ còn không anh? Không, lớn rồi, hết rồi. Không biết là anh có nóng tính không ạ? Anh thì là người không có nóng tính. Lý do tại sao lại bị ế? Dạ, tại vì chắc tại em nói nhiều quá mấy bạn sợ vậy. Nghĩ hả? Em có mấy mối tình rồi? Kể mối tình á thì em là toàn là mấy mối tình đơn phương không mà chị. Hồi nhỏ là hồi học. Kể là chuyện hồi nhỏ rồi, dạ, lớn lớn chút đi. Tiểu học, dạ từ từ anh. Tiểu học là hồi nhỏ chắc khoảng hồi lớp 6. Lớn lên thì học tới cấp 3 thì mạnh ai nấy, đứa nào học trường nào rồi nghỉ quen. Còn lên đại học á thì em cũng có hai cái mối tình mà cũng đơn phương thôi à. Chắc tại em nói ra mấy bạn nữ không thích em rồi, mấy bạn nữ không muốn làm bạn gái, mấy bạn nữ sợ rồi. Bây giờ mình nói gọn lại đi, mình có yêu chưa? Dạ chưa, chưa. Có nắm tay phụ nữ chưa? Chưa có, sinh hoạt đoàn hay là sinh hoạt ấy thì có nắm tay, chứ chưa có, nắm tay mẹ có luôn.
Nắm tay mẹ ai nói cái gì? Xin đó chị à. Dạ em hỏi đi. Các bạn bên đây muốn hỏi em câu nè, hỏi đi cưng. Ý là nó đi đơn phương không mà vậy, chắc là anh cùng là anh đó là trai tăng đúng không anh? Đúng rồi em, thiệt anh là trai tăng. Thiệt anh là trai tăng. Rồi còn em sao em nói luôn nè. Có hùng con gái lần nào chưa? Dạ chưa. Em có bao giờ nằm mơ thấy em hung ai chưa? Dạ chưa luôn. Có coi phim mấy cái bộ phim Hàn Quốc hay là mấy bộ phim đó thấy người ta hút nhau mà. Rồi lúc đó em cảm giác sao? Dạ thấy cũng nói chung là làm như là thấy nó hơi nóng nóng. Cảm giác là em thích trai hay thích con gái? Em thích con gái. Ờ. Em thích con gái, đặc biệt là em rất là thích ngắm mấy bạn nữ mà xinh đẹp thôi, nhìn mấy bạn nữ xinh đẹp. Bạn gái hay là người yêu rồi thì lại có sở thích là ngắm người yêu. Thích cái lãng mạn lắm, chẳng hạn rủ bạn gái đi xe đạp dưới mưa, đạp xe tình tang chở bạn gái. Em ơi, em có hay đi tập thể dục không? Dạ không, em cũng thỉnh thoảng thôi anh. À, anh thì anh cũng hay rảnh rỗi vào mấy buổi chiều anh hay xuyên. Nhưng mà cái câu chuyện mà anh nói rủ đi dưới mưa thôi, chắc em không đi dưới mưa được đâu. Dạ giờ không đi dưới mưa được anh ơi, lạnh bệnh chết. Bệnh chết, dạ. Bây giờ đang cộng sao nguy hiểm. Mình ôm nhau nó ấm em. Còn em bên đây thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì cũng vài mối tình. Gọn lại là yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Thấy là người ta phụ mình nên cũng không biết luôn. Dạ, thế là đang hầu như là bị phụ nhiều. Dạ. Rồi bây giờ mình tưởng tượng coi, người yêu tương lai của mình, vợ tương lai của mình là mẫu hình em... Tao thử tả thôi coi người đó sao. Người mẫu gia đình đó thì em thấy là mẹ em. Là người truyền thống mẫu gia đình. Ngày xưa là mẹ rất là đẹp. Mẹ là mặt tròn, da trắng và tóc cũng dài. Nói chung là mẹ đẹp như... Phải nói là trong chuyện Tây Du Ký là mẹ đẹp như hàng Nga vậy đó. Nói chung người yêu lý tưởng giống như mẹ. Là nếu mà giống như mẹ càng tốt. Còn không á thì em lại thích mấy cái người diễn viên có cái độ lầy với ra là độ khùng, chẳng hạn như là Ninh Dương Lan Ngọc hay là Hiền Hồ cũng được. Khùng khùng á ha? Dạ không sao, hai đứa cùng khùng khùng cũng không có gì hết. Nhưng mà cái đó là vui thôi, vui, vui dạ. Bên kia là sao? Em á thì nói với hình mẫu á là thứ nhất là phải có trách nhiệm, phải có chí cầu tiến. Một trong số những cái mối tình mà em chia tay á, mặc dù là bên gia đình rất là quý em và muốn em là người con dâu, nhưng mà em vẫn không quyết tâm gọi là cắt đứt cái mối quan hệ đó, là bởi vì người bạn nam không có chí cầu tiến. Và dạ, chúng ta có quyền thất bại nhưng mà chúng ta phải đứng lên, chứ không phải thất bại rồi chúng ta cứ nhìn như vậy. Dạ, và đặc biệt thì không có ai thích người đàn ông gia trưởng hết. Không biết là anh Minh Tiên có gia trưởng không? Anh là người không có gia trưởng đâu. Anh là người hiện đại lắm, anh sống rất là hiện đại. Là mình phải biết thông cảm và chia sẻ, bởi vì chúng ta là thời buổi công nghệ rồi, chúng ta phải biết hiện chia đại sẻ. Nhưng mà anh cảm. Cũng có đôi lúc cũng truyền thống nữa, nói chung đừng hở hang quá, cần giấu thì giấu chỗ nào, cần nói chung là đẹp khoe xấu che. Đó. Rồi được rồi. Dạ. Bây giờ không lẽ anh mở rào cho hai đứa nói chuyện luôn chứ? Con gái đi với anh. Dạ, em đi với bạn thân của em. Dạ, em chào chị Hồng Vân và em chào anh Quyền Linh. Em chào toàn thể quý vị khán giả ở trong phòng quay hôm nay. Thì em là bạn của Nhiễu, em tên là Trần Thị Ngọc Hân. Theo quan sát những gì anh nói á, thì em thấy á, anh này á, anh có những cái tật xấu rất là giống bạn em. Không phải em lên đây để em khoe tật xấu bạn em, nhưng mà cái tật tè dầm đó là bạn em cũng có. Cho nên là em thấy là hợp rồi đó. Mới đầu là em thấy đã hợp rồi. Thì xét về ngoại hình bên ngoài á, thì anh này cũng rất là đẹp trai. Mà đàn ông hay không thì mình không biết. Mình phải check lại mình mới biết là đàn ông hay không. Anh hít đất được 10 cái. Thì nói chung là từ cái cách lời ăn và cái cách ngoại hình, cách nói năng mọi thứ á, thì thấy là ok rồi đó. Bây giờ á, thì bây giờ trời kêu anh ấy dạ đi, mà không biết là bữa nay là trời có kêu mình không, thì bây giờ mình không biết như thế nào. Nhưng mà theo tôi á, thì tôi nói bà là không cần phải suy nghĩ, cứ bấm nút liền và đợi anh ấy bấm nút thôi. Anh đi tập thể dục rồi này nọ kia, trong khi bà rất là cần đi tập thể dục nữa. Thỉnh thoảng mà muốn mà không có người đi đúng không, thì thôi anh này anh dắt mình đi, mà nhà cũng gần Cần Thơ luôn. Thì bây giờ là cơ hội, thời cơ đã chín mùi rồi. Còn xét về xấu thì cũng có những cái xấu khác, nhưng mà tạm chấp nhận được. Nhưng mà cái ưu điểm cực kỳ mà em phải rất là khen bạn em ở chỗ là bạn em rất là mẫu hình lý tưởng của gia đình, quan tâm những cái người xung quanh. Xem coi là bạn em cái được như thế nào thì cho nhau một cơ hội. Rồi em cũng muốn hỏi anh thêm cái này để em hỏi cho đợi bạn em nó ngại lắm, không hỏi đâu. Là anh vẫn đang đi học đúng không? Học xong rồi em, anh tháng 4 này là anh làm lễ tốt nghiệp, anh nhận bằng là xong rồi. Bạn em nó như vậy đó, rồi anh nghĩ là
cái hỏi này có kỳ không ta? Em cứ ví dụ hỏi. Như bây giờ một tháng anh làm lương anh bao nhiêu để anh có thể lo cho cái người phụ nữ này nè, tại vì còn cả một cái gia đình phía sau nữa chứ không phải là một riêng một mình cái bạn ấy không. Thôi vậy em nói đó thì anh suy nghĩ đi ha. Giờ anh Quyền Linh ơi, em hỏi em nói nhiều quá, được thông cảm em nha. Lâu lâu nhỏ mới được lên truyền hình không đó. Nói nữa đi, em nói nữa, em đang nói vui mà. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Anh xin nãy giờ hỏi có những cái nó hơi kỳ kỳ đó, bỏ qua nha, không có giận nha. Mai mốt mà gặp ngoài đường là không có giận đó, mà lỡ cái hành là không có chắc, là không có nhắc lại cái câu đó nữa đâu nha. Chứ bình thường à, đâu có gì đâu. Nói rồi á. Dạ, con xin gửi lời chào tới gia đình họ nhà trai luôn ạ. Dạ. Chương trình nào có ba đứa này mình khỏe, mình khỏi khỏe nói lắm, mình ngồi mình cứ relax rồi sung sướng rồi. Chung là không, cũng có nhiều ý hay. Em ơi, anh muốn hỏi là em đi Cần Thơ lên đây là em đi bằng gì em? Dạ em đi xe đò. À, anh với ba là đi xe cá nhân, đi bốn bánh là mấy tiếng luôn không? Đi xe máy thôi. Trời tưởng là bên đây đi với ba đúng không? À, tức em chở ba đúng không? Dạ đúng rồi, em chở ba. Đi với ba rồi để ba nói đi, nè. Dạ, không? Chào MC Quyền Linh với Hồng Vân. Hôm nay nhận xét là cô gái này cũng vui vẻ, cũng hướng dẫn viên khách du lịch. Được chú, được chú. Thấy cũng được đó. Chú thấy hai đứa nó hợp nhau nhiều thứ không? Thấy cũng có cái cũng đồng, cũng hợp, mà một cái thì nó cũng hơi ấy. Hợp là hợp. Nó nhiều quá, hai người cũng có nhiều quá. Hay đó nó hơi lạc trong đời đó. Nó bị lạc đề. Không, nhưng mà vui mà chú. Nói thôi chứ nói giờ hai đứa nói cũng điểm chính gì vừa thôi. Ai hỏi hả nói, đừng có chen vô. Nói bây giờ tụi con chọc thôi chứ hai đứa dễ thương lắm. Đúng rồi. À. Rồi, cảm ơn chú. Thôi mở rào cho hai đứa nói đúng chuyện rồi, đi. Mở rào đi. Mở rào. Tấn công. Vô liền nha, xin. Dạ. Cởi luôn. Chào em. Dạ, chào. Nghe giọng nói thì anh cũng đoán được tính cách em bao nhiêu. À, anh có... Ông bóp cái gì vậy ông? Ông chưa tặng ông bóp quá vậy. Không biết em có sợ sâu không? Dạ. Dạ không, ngày xưa em bóp sâu miết à. Anh có món quà từ dưới quê, đó là con sâu, tặng cho em. Dạ. Với anh có cái món quà này nữa, tặng em cái bó hoa dâu. Dạ, em cảm ơn anh ha. Rồi, cảm... Đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng có một món quà tặng anh. Anh cũng người miền Tây thì em cũng người miền Tây. Em mang những gì chất phát nhất của người miền Tây tặng anh ha. Cảm tặng dạ. Anh chiếc khăn rằn. Chiếc khăn rằn này thì nó... dùng để chúng ta ngày xưa thì đi ruộng thôi, bây giờ chúng ta đi chơi. Yeah. Đi chơi và để làm trang trí luôn anh ha. Anh cũng hiểu cái khăn rằn này mà, cái truyền thống của người miền Tây mà. Rồi. Rồi. Cưng. Có một cái thiệp nè, đọc đi cái ảnh nhắn nhủ cái gì. Em ơi, ăn dâu nhé. Rồi về làm dâu mẹ anh nha. Đọc rồi là để nó kể nguyên lịch sử cái bó dâu đó. Đừng nói em ăn hết 30 trái dâu trên đây nha anh. Đâu có gì đâu em. Được mà. Dạ thôi được. Cái đó để sao cái ăn đó, sao đi. Cái đó chấm mưa ớt ăn ngon lắm. Không có gì mình làm vô đá cũng ngon nữa. Mấy món đó nói chung anh là người có tâm hồn ăn uống lắm. Dạ. Anh không hút thuốc nhưng mà anh hay đi ăn vặt lắm. Anh là có sở thích ăn vặt. Không biết em có sở thích ăn vặt không? Em hả? Dạ cũng có. Ừ, anh có sở thích ăn vặt hay đi ăn vặt lắm. Dạ anh, mình ngồi nói chuyện cho dễ ha. Dạ. Anh nói chuyện nãy giờ em có nhớ anh tên gì không? Anh xinh hả? Ừ, anh vẫn nhớ em tên là Nhiễu. Dạ. Điều phụ lấy giá gương. Tại vì vô á em hò em hò hai cái câu đó là anh nghe là ấn tượng, với anh nhớ luôn Trần Thị Nhiễu luôn. Anh ấn tượng là anh nhớ rõ luôn. Anh thích mấy người học văn lắm, tại vì anh học văn cũng được. Thôi mình tính bây giờ là vô vấn đề đi. Dạ vô vấn đề. Bây giờ em thấy cô gái đối diện kia có hợp với em không? Em cảm nhận cô ấy như thế nào? Anh cảm nhận về em á là 90% là người mẫu lý tưởng của anh, tóc dài có đẹp. Nói chung là em là người anh đang tìm 30 mùa dâu. Rồi em gái, em cảm nhận cái người đối diện có hợp với em không? Bây giờ đang nói hợp cái gì ta? Em cảm nhận như thế nào vậy em anh? Em cảm nhận đúng không? Dạ. Nói chung là đến với chương trình đó là mình đến bằng một cái cả cái sự nghiêm túc và trách nhiệm luôn. Chính vì cái sự trách nhiệm đó thì mình phải có trách nhiệm bản thân mình là cảm xúc của mình như thế nào mình thể hiện thật. Và không đúng. Phải vì qua chương trình này mà mình muốn mình được lên đài lên sóng như người ta nghĩ và không đúng. Có. Rồi bây giờ thế này, một câu gì á, một câu tận đáy lòng của mình luôn. Mình nói, dạ. Bước tới nhìn cô ấy nói đi. Anh có thể nắm tay em không? Nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Sự á, cầm tay em rất là ấm. Cảm giác rất là thân thuộc. Là làm như là mình
có duyên ở gặp nhau hay là gì đó. Thì đến với chương trình này á, hy vọng là hai đứa mình sẽ cho nhau một cơ hội để tiến đến xa hơn. Rồi, trở về vị trí. Mình có thể ôm nhau một cái không? Dạ, được ạ. Cảm ơn em. Các bạn có 3 tiếng đếm được quyết định. Các bạn nói chuyện cũng rất là dài luôn và có ý kiến gia đình rồi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Thật ra thì như em chia sẻ là phải có cái cảm xúc mới được. Thấy ảnh chưa được, em có thể góp ý luôn. Thứ nhất là nói nhiều quá. Tại vì hai người nói với nhau thì ai nghe đúng không? Phải có một người nói, một người nghe. Sao về nhà có thể. Thứ hai là cái cảm xúc khi mình đối diện với người đó. Ví dụ như thật sự là nói em đối diện với anh Quyền Linh, em lại có một cảm xúc với anh Quyền Linh. Cảm xúc mến anh rất là nhiều. Cảm ơn em. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm được nửa yêu thương của mình một lúc nào đó, một nơi nào đó nha. Vina Cacao gửi tặng hai bạn mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitarari do Vina Cacao sản xuất. Vitarari xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitarari. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Rồi, em rất là thương gia đình. Em tự tin là mình làm dâu rất là ok. Thì ba mẹ rất là già rồi nên em phải tự lập với lại cầu tiến là nhanh mình nhất. Trong tài khoản của em đã có được 30 triệu rồi. Quá dữ. Sao tài khoản của em có nhiều? Em chẳng biết nữa, tại vì công việc của em là vô tài sản. Xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Rồi bây giờ xin mời gia đình nhà gái nào. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Dạ. Xin mời nhà trai gái giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Em xin chào mọi người và chào bạn trai ạ. Chào em. Dạ. Em tên là Tuyết Trang, nhưng mà mọi người hay gọi em là Bắp. Em sinh năm 1987. Nhà em ở Vũng Tàu. Nhưng mà hiện tại đang sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Em làm gì? Dạ, em là nhân viên rập của một công ty túi sách ạ. Rồi, xin mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và chào đặc em. Biệt chào bạn nữ bên kia và khán giả trong trường quay. Em xin giới thiệu là em là Trần Văn Phúc, năm nay 32 tuổi, hiện tại là sinh sống và làm việc ở Bà Rịa Vũng Tàu. Phúc làm gì Phúc? Dạ, em làm mỹ nghệ sắc và làm vườn. Sắc làm vườn luôn? Dạ, làm vườn để bán hay là? Dạ, làm vườn tiêu á, về vườn nông sản. Làm tiêu. Dạ. Mời bên đàn gái giới thiệu một chút về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, về điểm mạnh của em, ưu điểm của em là em rất là thương gia đình, em biết nấu ăn. Em tự tin là mình làm dâu rất là ok. Và điểm mạnh nhất của em đó là trong tài khoản của em đã có được 30 triệu rồi. Nghĩa là bây giờ nói thẳng ra luôn, tài khoản là đã có nhiều đó tiền rồi đó. Dạ. Trời ơi, quá dữ luôn. Quá dữ. Còn sao tài khoản của em có nhiều? Ừ, chẳng biết nữa, tại vì công việc của em là vô tài sản, tại vì làm vườn không à. Tài sản nằm trong vườn ha. Dạ, tài sản. Em có ưu điểm gì? Dạ, điểm mạnh của em thì phải công việc có một trách nhiệm. Trong gia đình thì em là không muốn là sự bất hiếu, thì vì em rất là gia đình, thì vì ba mẹ rất là già rồi nên em phải chăm sóc gia đình. Nói chung mà tự lập với lại cầu tiến là nhanh mạnh nhất. Và điểm yếu cũng có nhiều một chút. Thí dụ vài điểm khuyết điểm của em coi nào. Thì khuyết điểm thì hay mau quên. Nói chung là viên việc thì làm bên mỹ nghệ sắc thì những lúc hàng đem ra rồi, những lúc quên những bó hàng hoặc là quên những cái kèm mà búi gì đó, thì về những lúc chạy ra hồi quên thì phải chạy lại. Rồi, hay quên. Hay quên thôi. Thì cũng như là nhắc những bạn nữ, phụ nữ là kiểu như là ít nói, nhưng mà quen thì cũng nói nhiều một chút. Đôi khi cũng hiểm yếu thì hơi trầm tính. Đôi lúc thì cũng có nói chuyện nhiều, mà đôi lúc thì cũng ít nói lắm. Bên đàn gái, đường tình trường thế nào? Đúng rồi, em nói về cái chuyện tình yêu của em đi. Dạ, thật ra em trải qua lượt là 2 mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên thì thời trẻ trâu á,
là từ năm lớp 12. Lúc đó cô còn nhỏ quá nên chưa suy nghĩ chín chắn. Thì là nghỉ chơi. Chia tay, dạ. Được mấy năm? Dạ, mối tình đó cũng 5 năm ạ. 5 năm mà chia tay nhau, rồi mối tình thứ gì? Dạ, mối tình thứ hai thì em quen một bạn ở cũng ở xa. Nhưng bạn đó thì nhỏ tuổi hơn em. Thì là trong mối tình này thì là do em quá hời hợt nên là cũng không có xem trọng tình cảm của bạn. Cộng thêm là một phần là phía tác động của gia đình nữa. Cho nên là cũng nghỉ chơi nhau luôn ạ. Nghỉ chơi mà ai là người chủ động nghỉ? À, dạ em là người chủ động nghỉ. Rồi quen được mấy năm? Dạ cũng hơn 5 năm ạ. Hơn 5 năm luôn? Dạ. 10 năm yêu đương? Dạ. Hai mối tình 10 năm là cũng có nhiều trải nghiệm lắm đó. Còn em trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Một mối tình thì còn nhỏ thì đơn phương thôi, chị bị thích bạn nữ đi ngang thì hay nhìn một chút vậy thôi. Còn một tình thứ hai thì có vẻ được 3 năm. Tại sao chia tay? Tại vì bên nữ thì gia đình đó thì muốn sự giàu sang á, nên lúc đó cuộc sống em khó khăn nên em bên nữ không chấp nhận. Không rồi em phải tự lập, vì muốn là không muốn để mọi người phải coi em một ánh mắt khác, nên phải quyết tâm và công việc của mình để về xây dựng về ở quê nhà. Từ đó chúng ta mới cố gắng nỗ lực hơn để mình có một cái kinh tế nó khá lên để đừng ai coi thường mình, đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ sở bên em gái bạn, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ thì em là muốn tìm một bạn trai là biết thương yêu gia đình, tự lập, như bạn đó không có quá kiểm soát em ạ. Em không thích cái bạn đó là kiểm soát em nhiều. Dạ đúng rồi ạ. Cái sở thích của em là cái gì? Cái đam mê của em là cái gì? Dạ sở thích của em á là đi xem phim nè. Khi tắm á thường hay là hát, mà hát rất là to. Còn em rất là thích đi chơi. Đi chơi, đi phượt đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Chào em gái dễ thương. Dạ, em chào anh ạ. Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ em thích bạn trai cao, ốm, không có mập. Cao ốm không thích mập? Dạ em muốn thích bạn trai mập. Được ha. Em ghét nhất đàn ông là điều gì? Dạ vũ phu. Thì em không thích bạn trai vũ phu ạ. Đúng rồi. Không có đâu, không có đâu bạn ơi, tại vì mình rất là hiền. Bạn ấy rất là ít nói. Vậy cũng được ha. Dạ đúng rồi ạ. Bạn đó ít nói mà nói lẹ đó. Nhiều khi sợ mất á, coi chưa gì cái phóng vô hết hồn á, sợ liền. Bạn yên tâm đi, tôi rất hiền. Tôi cảm giác như bạn cảm thấy rằng cái đối tượng bên đây rào của bạn là hình như là đúng gu với bạn hay sao? Bạn đây là rất là cho nên là bạn cảm giác nha, như bạn không muốn bị vuột đi cái cơ hội này, đúng không? Dạ, tại vì khi đi thì gia đình ai cũng biết là cũng phải hy vọng là khi một lần đi thì phải có một tin vui về trong gia đình, thì ba má cũng phải lớn tuổi rồi. Nên muốn là phải có một phải ai cũng một lập gia đình để cho yên phận những người cha làm mẹ. Bây giờ em nói cho chị Vân biết là em muốn tìm một người yêu như thế nào. Mẫu hình lý tưởng của em là gì? Thì em vẫn mỗi người bạn nữ là có sự trách nhiệm, không có sự mà lăng nhăng. Tại vì nếu trong tình cảm thì em rất là chân thành. Còn mỗi người thì em thích người tròn tròn, nhưng mà em vẫn thích người phụ nữ tóc dài thì tóc dài rất là đẹp. Tóc dài, dài. Và hơi tròn dễ tròn. Dễ thôi, để tóc nó dài thôi. Hôm nay em đi với ai? Dạ đi với cháu và bạn. Cháu ruột á hả? Dạ cháu ruột. Rồi hỏi ý kiến cháu coi làm sao. Dạ con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Dạ con là cháu của cậu ạ. Con thấy chị bên này rất là dễ thương và con nghĩ cậu nên bấm nút liền liền luôn, đừng có chờ. Con mong là chị và cậu có thể cho nhau một cái cơ hội để có thể tìm hiểu nhau và có thể đi xa hơn ạ. Con cảm ơn. Rồi cảm ơn con. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đến chương trình với em trai, anh rể và mấy bạn ở công ty ạ. Em trai, anh rể. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và anh Phúc và nhà trai và toàn thể mọi người có trong văn phòng. Dạ, em là em trai của chị Trang. Thì nãy giờ có theo dõi đây thì anh Phúc đi thì cũng đặt ra được cái điều kiện của chị là không được hết nhưng mà cũng được 2/3. Cái thứ hai nữa là cái tính cách này anh là vui vẻ. Thứ ba nữa là cái thật thà. Cái điểm mạnh của gia đình nhà em là nông nghiệp. Tại vì nhà em là có 4 kỹ sư cây trồng rồi. Thì chắc em nghĩ là vấn đề về anh ấy thích nông nghiệp thì quá hợp với gia đình em nữa. Thì em nghĩ chắc đó là cái điều mà bố em cần. Dạ. Hàng chi nãy nó trồng tiêu ở dưới thích quá ha. Dạ đúng rồi ạ. Con sẽ cho mừng quá rồi, ta mở rào đi. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi em. Chào bạn. Chào. Thì mình có món quà của cây nhà lá vườn thì nó thật chắc hơn vì bản chất của mình là thực tế. Thì đây món quà thì chắc có lẽ
nó hơi đậm bạc nhưng mà đó là một sự chân thành. Cảm ơn bạn ạ. Thôi anh em rồi đi chứ nhìn em già lắm. Bạn bên đây mới trẻ nè. Chứ em cứ mạnh dạn anh em rồi đi. Rồi cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay em gửi cho Linh và chị Văn một quà. Cảm ơn em. Thì có một chút. Rồi chị cảm ơn rồi, em nhưng mà tiêu ha. Em mở ra đi coi là bạn gái tặng cái gì rồi đây nữa. Bạn ấy tặng cho mình đúng là tiêu. Một cái khăn choàng. Mở cái khăn choàng ra rồi quấn lên trên cổ coi nó có hợp hay không nè. Tặng khăn để là đúng vậy rồi đó. Đó, để vậy được rồi, đó, để vậy đó. Cái này đi hái tiêu rất là ok ạ, à. Mình chùm xuống dưới đây nè, nó đỡ nắng. Thật ra là... Không, đúng rồi đó. Đâu bây giờ bạn em ra em cột cho bạn theo cái ý của em vậy. Đi. Ý bạn là vậy nè, đó. À, đúng rồi ạ. Chắc là miền Tây. Vậy cho nó đỡ nắng nè đó. À, đúng rồi, con có thể làm như vậy. Đó, vậy đó. Trời, nhìn nhiều. Chắc này là mình sẽ có thêm cái khăn đa năng nữa, mình cùng như vậy nhỏ đi hát tiêu rất là ok. Dạ. Chăm lo cho vậy đỡ quá rồi, đeo luôn. Dạ, rồi. Luôn. Thôi nhưng mà bây giờ thì là mình hoàng vậy nè. Đeo gì đó, đúng không? À, đúng rồi, vậy đó. Rồi đó, ai nói chuyện đi. Như vậy là ở cái bữa mà Vũng Tàu là ở khúc đoạn nào? À, nhà em ở huyện Châu Đức, xã Xuân Sơn ạ. À. Nhà em trồng rất là nhiều tiêu ạ. Với lại mùa này đang là mùa tiêu á. Nếu anh rảnh thì có thể vô phục nhà em hái tiêu với. Rồi. Em nghĩ chắc là anh biết hái tiêu ạ. Đi nông dân chính gốc luôn, tại vì bản chất là người nông. Khiên thang đồ đều được hết đúng không ạ? Tại vì nhà làm mỹ nghệ sắt thì khiên thang 5-6 mét bình thường. Tự khiên á. Quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào của mỗi bên? Trong tình yêu thì em suy nghĩ như thế nào? Dạ. Em đối với em thì thứ nhất đó là sự tin tưởng lẫn nhau. Và cái thứ hai là tôn trọng ạ. Đúng rồi, tôn trọng. Và sự tôn trọng nó đến hàng đầu. Thì trong tình yêu thì phải giữ thông cảm, phải chia sẻ. Chứ mà không có biết chia sẻ hay là không tôn trọng lẫn nhau thì dù có đến với nhau thì không có được hạnh phúc. Dạ. Nếu như mà mình tiến tới xa hơn nữa thì khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới hôn nhân? Theo bên anh thì nghĩ là khoảng 6 tháng hay 1 năm. Thì một cái tình cảm thì phải có một cái thời gian để tìm hiểu sâu hơn. Mình cảm thấy sống thì không muốn được khoảng cách, là mình không muốn khoảng cách nó gần xa nữa, thì mình sẽ đến tiến một hôn nhân, nó sẽ hoàn hảo hơn. Còn đối với em thì trong năm nay luôn ạ. Tại vì 2020 rất là đẹp ạ. Dạ, cưới vợ phải cứ liền tay. Và để thi lâu ngày thiên hạ dèm pha thì mình cũng muốn thời gian tốt cùng với gia đình nữa. Dạ. Rồi, bây giờ em tiến tới nắm tay cô ấy và hát tặng cô ấy một bài nào đó để mình cảm nhận về nhau. Thấy bạn Nam có cái nét của anh Chế Linh á. Đúng rồi. Bạn có thích cái dòng nhạc của anh Chế Linh không? Dạ, em thích hát cùng Bolero hoặc là miền Tây Nam Bộ. Nhưng mà thấy lần đầu tiên mà cũng hơi run. Nhưng mà thể một câu hai câu. Tại vì hôm nay mấy bữa nay thì uống nước đá nó hơi bị khan tiếng một chút xíu. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên xem, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Hay quá em gái, đứng đó cho em gái hát đối em lại gái. Đi lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ, về chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do. Rồi, bao nhiêu. Bây giờ ta đã trải qua một thời gian cũng khá dài ha. Bây giờ trong suy nghĩ, trong lòng của em nghĩ thế nào, em hãy nói cho cô gái biết hết đi, rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Suy nghĩ của em thì hiện tại thì cũng thấy một sự hồi hộp, và thấy bạn nữ bên kia cũng dễ thương và cảm thấy rất là tốt về tình cảm, về tương lai thì có thể là cho em một cái niềm tin để em tiến tới xa hơn trong chương trình. Thì em muốn nữ thì sẽ có nhau một cơ hội để tìm họ tìm hiểu thêm một thời gian, hay là một khoảng thời gian nào đó thì mình sẽ cảm thấy là đi xa hơn và mãi mãi trên con đường. Rồi. Còn những suy nghĩ bằng nữ, chúng ta sẽ nói chuyện bằng nút bấm. Để tay vào nút bấm đi hai bạn. Chuẩn bị nha. Khi bấm nút, chúng ta quyết định hẹn hò với nhau, là trao cơ hội, trao duyên cho nhau để cùng nhau tiến xa hơn nữa. Và khi bấm nút, chúng ta phải nhớ có trách nhiệm với nút bấm đó. Đừng bấm vì tất cả điều gì cả, bấm vì trái tim của mình rung động. Chuẩn bị. Ba, hai, một. Hết thời gian. Chúc mừng, trời đẹp ơi. Rất đẹp. Rất là đồng điệu. Rất nghe lên. Đồng điệu luôn. Trời ơi.
nào hãy nắm tay nhau. Bây giờ mình xin phép gia đình là đặt nụ hôn đầu tiên trong ngày hẹn hò này đi. À, xin phép em trai và là anh chị là trước trường quay cho Phúc xin hôn một rất nhẹ nhàng, rất dễ thương. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitareri do Vina Cacao sản xuất. Vitareri xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitareri. Vitareri tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitareri trị giá 32 triệu đồng. Em có hay trang điểm không? Dạ, đây là lần đầu tiên trang điểm luôn ạ. Đây là lần đầu tiên trang điểm luôn. Nên em rất là ngại, không biết mình có đẹp hay không. Ồ, vậy đó hả? Vậy là từ nay em sẽ tập trang điểm đi. Em có thích bạn gái trang điểm không? Dạ, thích ạ. Tại vì em nghĩ là vợ mình là đẹp nhất. Đó, nếu vậy chương trình xin tặng em phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn nha. Những câu chuyện luôn luôn đầy màu sắc, những câu chuyện vô cùng cảm xúc của bạn Huy hẹn hò luôn luôn muốn gửi đến tất cả quý vị các bạn. Và tôi mong rằng những cặp đôi đã bấm nút hẹn hò, họ sẽ sớm ghép hai mảnh ghép đó lại với nhau và yêu thương cho đến răng long đầu bạc. Và tôi cũng rất hy vọng là tôi sẽ đón nhận một lần nữa các bạn ở chương trình Vợ Chồng Son. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thực hiện phiên bản đặc biệt dành cho các cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang có công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời các anh chiến sĩ quân đội hoặc bạn nữ nào có nguyện vọng tìm người yêu là các chiến sĩ quân đội thì nhanh tay đăng ký tham gia. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị muốn xem lại chúng ta vào kênh MCV và nhấn subscribe hoặc là kênh Love TV. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ chính cho chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Còn bây giờ Hồng Vân và Quyền Linh xin tạm biệt và hẹn gặp mọi người ở chương trình. Muốn một người đàn ông gia trưởng chút nào đúng không? Đúng. Thì em dạ, trả đúng. Lời. Dạ đúng. Dạ, em có muốn biết mức độ gia trưởng của anh không? Dạ, nếu anh chia sẻ thì em sẵn sàng nghe ạ. À. Trên mức báo động 1, dưới mức báo động 3, ít có khả năng xảy ra nguy cơ hoành hành lâu dài. Có nghĩa là không có đó, là dạ, bạn là không có gia trưởng á. À, dạ. Nắng lên cao, lúa lên màu, xứng danh hạt ngọc trời quê ta. Hát vang lên với ba không, hạt ngọc trời gạo chuẩn hạt cơm ngọc trời, gạo chuẩn cơm ngon. Thôi, mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Thôi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Yên, chào cô gái ở thế giới bên kia. Ôi trời, thế giới bên kia. Bên rào bên kia chứ em, thế giới bên kia nó khác rồi nha. Tôi tên là Yên, tôi đã lưu lạc trên thế gian này được 38 năm. Tôi quê hương tôi là ở mảnh đất Sài Thành này. Tôi hiện tại thì tôi buôn bán tự do. Trời ơi, một cái giới thiệu quá ấn tượng ha em ha. Cảm ơn. Rồi giờ mình giới thiệu về mình đi cưng. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thùy Uyên. Năm nay em 32 tuổi, quê em ở Bình Thuận. Em hiện tại đang là kỹ sư kiểm soát chất lượng cho một công ty phần mềm ở quận 12 ạ. Một người là Uyên, dạ. Người bên kia là Yên. Yên có thể nói một chút về ưu điểm khuyết điểm của mình cho Uyên nghe được không? Ưu điểm của tôi là nhiệt tình, không tứ đổ tường và rất là biết tùy cơ ứng biến trong cuộc sống. Còn khuyết điểm của tôi là tôi khá là trực tính và trầm tính nên nhiều khi rất là ít thể hiện ra bên ngoài. Và một chút xíu lười nếu mà ít có cái động lực để thúc đẩy tôi. Còn bây giờ mình sẽ nói về cái ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em,
Em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng, luôn biết lắng nghe, chia sẻ, quan tâm và giúp đỡ người khác. Em luôn có tính kiên trì, yêu âm nhạc. Trong công ty em thường hay tham gia chương trình văn nghệ. Bạn thấy là cái cuộc sống của bạn á, cũng như là nó vận vào cái tính cách của mình, nó có những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm như thế nào? Tôi sống thiên về tình cảm. Nên đối với tôi thì mọi giá trị vật chất là vô nghĩa. Vì như vậy nên tính cách của tôi rất là phù hợp với những người họ thiên về nội tâm. Hoặc là nếu mà họ không phải là người nội tâm thì họ cũng phải có một chút xíu gì đó tinh tế để biết được điều này điều nọ. Tôi không đòi hỏi một người phụ nữ phải thế này thế nọ quá nhiều điều. Chỉ cần họ là chính họ, họ hiểu được cuộc sống như thế nào thì đã quá tốt rồi. Tôi không cần hiểu họ, miễn họ từ họ hiểu họ được rồi. Vậy là bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Tôi trải ra qua rất là nhiều mối tình rồi chị. Rất nhiều? Rất là nhiều chị. Có thể ước chừng là bao nhiêu không? Tôi không thể nào dùng một cái con số để định được, rất là khó chị ạ. Lý do tại sao lại không động lại mà mình lại chia tay? Trong khoảng bình minh của cuộc đời tôi thì tôi quen với những cô gái, tôi để lại cho những mối tình ấy rất là nhiều khiếm khuyết. Vì lúc đó tôi còn quá trẻ nên có thể những lúc ích kỷ, hẹp hòi hay là ghen tuông như thế nào đó. Sau những lần thất bại như vậy, tôi tự rút ra được kinh nghiệm rằng mình sẽ phải sống khác hơn, mình phải thay đổi rất là nhiều. Khi mà tôi đã cố gắng thay đổi và càng ngày càng hoàn thiện hơn, mặc dù tôi biết là nhân vô thập toàn, nhưng mà tôi vẫn cố gắng thay đổi từng ngày. Thì tôi lại phải đối mặt với vấn đề mới. Đó là mình thay đổi, mình càng tốt bao nhiêu thì cái người mình gặp không được như mình mong đợi. Thế này thế nọ. Thành ra cứ thế những cuộc tình này rồi tiếp nối những cuộc tình khác, nó trôi đi một cách vô vọng. Và hôm nay bạn đến với chương trình, bạn muốn hẹn hò, bạn có một cái mong muốn gì? Tôi chỉ cần một người phụ nữ tinh tế và hài hước. Còn những vấn đề khác liên quan đến người phụ nữ không quan trọng, chỉ thế thôi. Trời, hy vọng là bạn gái bên đây sẽ hiểu và gọi là cảm nhận được những gì mà bạn nói. Hay Vân qua ngồi bên đây đi. Mời Vân. Vân đang thách khe cho bạn mà. Vậy đi. Để tôi qua bên đây tôi coi tình hình bên đây có gì là lạ không. Em chào anh. Chào em gái. Anh không biết anh đang sống ở thế kỷ nào. Dạ em cũng đang là phân vân, mình cũng không biết là mình đang ở đâu nữa anh ạ. Em còn nhớ em có mấy mối tình không? Dạ em còn nhớ là em có một mối tình chính thức, hai mối tình mới trong thời gian tìm hiểu nhau. Thì mối tình chính thức của em á, là lúc đó em quen nhau được 4 năm, lúc đó tụi em mới ra trường, tụi em còn nhỏ, hơn nữa là tụi em không cùng quan điểm tôn giáo. Còn tôn giáo đúng không? Em đạo gì? Dạ em đạo Thiên Chúa giáo. Tôi cùng đạo với cô ấy. Vậy là cùng đạo rồi. Được. Bạn có cảm nhận gì về bạn trai ngồi bên kia? Em cảm nhận. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h57 và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube SV Media. Trước tiên á, là mẫu người lý tưởng của em là cao từ 1m7 trở lên, có công việc ổn định, có khả năng tự lo cho bản thân và những người thân trong gia đình, biết quan tâm, chia sẻ với những người khác, không có gia trưởng. Không có hút thuốc, có tính cầu tiến trong công việc. Em nghĩ là người bạn tôi trai có, bên kia. Tôi có thể có vài lời với bạn nữ bên kia được không ạ? Xin mời. Em ơi, em nói rằng em không thích có thích một người đàn ông gia trưởng đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Nếu mà một người đàn ông mà không gia trưởng thì sao mà lèo lái gia đình được? Trước tiên em xin phép nói tới quan điểm của em. Quan điểm tình yêu của em là tình yêu phải có sự tôn trọng giữa hai người. Khi mà có sự quan tôn trọng thì người ta sẽ có tính chung thủy, giúp đỡ lẫn nhau, thương yêu và giải quyết lẫn nhau, giải quyết trong công việc và cuộc sống. Thì quay lại với câu hỏi của anh thì em chỉ thấy một điều là khi mà hai người đã thật sự tôn trọng nhau và thật sự lắng nghe nhau thì như vậy mới sẽ là giải quyết được vấn đề. Theo như anh hiểu đó là em muốn hỏi về cái mức độ gia trưởng đúng không? Không phải là mức độ gia trưởng, ý của em ở đây á là không thích đàn ông gia trưởng, cái sự tôn trọng lẫn nhau. Ví dụ như là khi mà anh có một cái quyết định gì đó thì anh sẽ hỏi người yêu của anh hoặc là người vợ tương lai của anh, anh định như vậy đó, em thấy sao hoặc gì gì đó. Có sự bàn luận giữa hai người mới đi đến vấn đề, chứ không phải là từ người đó quyết định rồi từ người đó cho là mình đúng, từ người đó làm. Anh hiểu ý em không ạ?
Anh biết nhưng mà trong cái lời nói của em có gì đó nó không có rõ ràng. Tại vì em hoàn toàn em không muốn một người đàn ông gia trưởng chút nào, đúng không? Đúng. Thì em dạ, trả đúng. Lời dạ đúng. Là em có muốn biết mức độ gia trưởng của anh không? Dạ, nếu anh chia sẻ thì em sẵn sàng nghe ạ. À. Trên mức báo động 1, dưới mức báo động 3, ít có khả năng xảy ra nguy cơ hoành hành lâu dài. Có nghĩa là không có đó, là dạ, bạn là không có gia trưởng đó. À, dạ. Thời trước khi gặp mình hỏi kiến người thân trước đi. Hỏi kiến người thân đi chứ tôi còn không biết nói gì đâu. Ừ, giờ bạn đi với ai nè? Dạ, em đi với em gái của em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quỳnh Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Là em gái của chị Uyên. Thì về chị của em thì thực sự chị em là một người sống nội tâm. Có một cái nhược điểm của chị em đó là khuôn mặt của chị em hơi nghiêm. Nhưng mà sau khi mà tiếp xúc với chị em nhiều lần hoặc là một thời gian sau thì chị em là một người thân thiện, sống tình cảm, biết chia sẻ, biết quan tâm, lo lắng tới mọi người. Về anh trai bên này thì... Mặt anh cũng hơi nghiêm đó. Em hiểu là em cảm nhận được anh là một người sống tình cảm, nội tâm. Nhưng cái cách anh thể hiện thì làm cho người đối phương hơi bị hoang mang về cái sự tình cảm và sự chân thành của em. Nhưng em hiểu là anh có và cảm nhận được. Nhưng mà dạ, nhưng mà nếu mà với chị em thì anh nên là chia sẻ hơn và đừng có làm nghiêm trọng lên. Và đặc biệt là hai anh chị cũng có cùng quan điểm tôn giáo thì điều này em rất là vui. Cho nên là em cũng hy vọng là hai anh chị cho nhau cơ hội. Dạ em xin hết ạ. Anh trai đi với ai? À, tôi chỉ có đơn thân độc mã thôi. Vậy à? Độc cô cầu bài à? Độc cô cầu bài à? Mở rào. Anh, em xin chào anh. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Món quà của anh em nghĩ là rất là độc đáo. Oh. Cái đồng hồ cát. Có thể rằng ngay lúc này đây cái món quà này chưa có ý nghĩa gì với em. Dạ. Thì tạm thời em có thể dùng cái đồng hồ cát này trong lúc em make up hoặc là thay đồ. À, em cảm ơn anh ạ. À. Ừ. À, em cũng có một món quà em gửi tặng cho anh ạ. À. Dạ, em cảm ơn. Em gửi tặng anh một cuốn album ảnh. Dạ, anh cảm nhận em là một người như thế nào ạ? Có giống như là cái mẫu người lý tưởng mà anh đi tìm không ạ? À, mẫu người lý tưởng anh thì phải qua thời gian mới biết được. Tại vì không phải là hình thể bên ngoài. Dạ. Nên sẽ phải cần thời gian. Thì anh có thể hiểu rằng anh với em có mặt trong trường quay ngày hôm nay có thể một phần là mình hơi khớp nên có những gì nó sẽ không được tự tin lắm. Nãy anh thấy cái yêu cầu của em, anh thấy là em nói là cần một người cao 1m7 trở lên thì liệu điều đó có cần thiết quá không? Thì vì sao em cần một người đàn ông cao như vậy? Tại vì trước tiên là em cao 1m6, bọn em hơi điệu, em mang dép 5 phân hoặc 7 phân. Cho nên là em muốn người đàn ông đi bên cạnh em cũng có chiều cao hơn em, để mà lúc mà mình đi thì cũng tự tin để mà bước đi hơn. Cảm ơn em. À, anh có một câu hỏi dành cho em rằng theo em, đối với riêng em thì hạnh phúc là như thế nào? Cái này là một câu hỏi cũng có tính trừu tượng. Không có trừu tượng. Nhưng mà theo bản thân em, những cái hạnh phúc rất là đơn giản. Những cái mà mình cảm thấy mình vui khi mình làm, mình cảm thấy là mình thoải mái với những cái hiện tại mình đang có, cái đó cũng là một cái hạnh phúc. Gặp gỡ một người mới hoặc là mình nói chuyện với một người thân yêu thì em cũng nghĩ là hạnh phúc. Nói chung đối với em, của hạnh phúc của em rất là dễ dàng, là những thứ mà hàng ngày xung quanh của em. Vâng. Dạ, đó. Trời ơi, em hỏi lại đi, cô gái hỏi lại chàng trai đi. Hồi nãy, quan điểm của em chia sẻ là tình yêu cần phải có sự tôn trọng giữa hai người, sự chia sẻ và giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Thì quan điểm của anh như thế nào ạ? Anh có thể chia sẻ cho em được không ạ? Đối với anh, tình yêu là sự chấp nhận. Anh đến với em, anh nói với em rằng 1+1=3. Em không hề em cãi anh bất cứ điều gì mà em chấp nhận cái điều đó, có nghĩa là em đã yêu. Anh còn nghĩ như vậy nữa. Tại vì như thế này, cuộc sống chúng ta lúc nào cũng 1+1=2. Dạ. Mà 1+1=2 nó rất là đời thường. Lúc nào nó sẽ là những cái gì đó quá thực tế, quá ư là áp lực này nọ. Nó không thể nào mà nó thoát ra được. Nhưng mà đến với anh thì lúc nào cũng là 1+1=3. Nhưng mà anh sợ rằng đối với em thì một người làm một công tác này rất là thực tế. Gặp anh thì hơi sống trên mây.
nên sợ rằng em sẽ cảm thấy không đồng điệu. Bạn này bạn dùng ẩn ý nhiều lắm. Cái thế giới mà bạn muốn dắt bạn này đến đó là cái tình yêu của bạn. Bởi vì tình yêu của bạn nó là 1 cộng 1 bằng 3. Và khi bạn này bế tắc, gặp được bạn, bạn sẽ dìu bạn này vào cái tình yêu của mình. Bằng cái tình yêu đó, bạn sẽ làm cho bạn này hết những áp lực và tìm một cái bế tắc. Đó là cái lối thoát trong bế tắc đó. Cái cách bạn này á, chắc là em đọc tiểu thuyết nhiều đúng không? Em đọc có đọc nhiều không? Thỉnh thoảng thì tôi viết truyện. Tôi viết truyện với lại tôi làm những cái lưu bút, nhưng mà chỉ là trong tâm trí tôi thôi. Tôi ít bao giờ tôi viết ra trong tờ giấy lắm. Tại vì nếu mà tôi viết ra một cái gì trong tờ giấy thì nó cũng phai tàn theo năm tháng thôi, nó cũng mục rửa đi thôi. Nhưng mà chỉ có này là còn mãi theo thời gian. Vậy tôi viết tôi đọc luôn hả? Chỉ những người nào mà tôi cảm thấy an toàn, yên tâm thì tôi mới chia sẻ đôi điều. Còn những người nào tôi cảm thấy rằng rất là khó đồng điệu, hoặc là họ có điều gì đó quá ư là thực dụng thì không nên. Em biết điều gì đang thống trị thế giới không? Dạ, dạ. Điều gì vậy anh? Anh hỏi em. Đó là trí tưởng tượng. Em thấy không? Ví dụ như em cơm áo gạo tiền, chỉ cùng một trí tưởng tượng, cái dàn xuống là dàn lên. Đó là tinh vịt, người ta tạo ra trí tưởng tượng để thao túng đồng tiền. Thôi mình chuyển chủ đề qua tình yêu đi. Và tình yêu là bao gồm cả trí tưởng tượng và sự bay bổng. Dạ em đồng ý, tình yêu cần phải có sự bay bổng. Điều đó không hề là một cái gì đó riêng rẽ, nó là một cái gì đó gắn kết với nhau. Cái này anh em biết, đồng ý. Anh biết là em rất là khó khi mà nói chuyện với anh, tại vì anh nghĩ là rất là khó có cho em khi gặp một người ở ngoài cuộc sống như vậy. Không phải là khó, nhưng mà em cảm thấy nó hơi mới mẻ. Nó mới so với những gì mà trước đây em đã từng có. Ví dụ như cuộc sống của em chỉ xung quanh là công việc và những người thân yêu thôi. Nhưng mà ở anh á, em tìm thấy ở anh là có một cái sự rất là thú vị. Có một cái gì đó nó trải nghiệm mới. Mà bây giờ vậy nè, chị thấy á, em bây giờ mình cũng hết giờ rồi. Thành ra là em nói một cái điều gì đó về cái cảm xúc ngày hôm nay em gặp cô gái này. Đối với em thì tôi thấy rằng tôi chỉ là tôi ngưỡng mộ em về cách em sống ở thực tế này nọ. Có nghĩa là một cuộc sống giống như là em là một người bình thường trong thế giới này. Nhưng mà qua những cái lời em nói rằng, những lời em nói về những điều gì mà ta đang đi tìm á, thật sự mà nói thì những điều nó khá là chung chung. Thậm chí rằng nó không phải là điều mà tôi đang tìm kiếm. Tôi không đòi hỏi quá khắt khe, nhưng mà tại vì tôi sống trên thế giới thì tôi biết người nào thật sự họ có tâm trạng, họ có gì vậy. Có thể là em sống nội tâm, nhưng mà cái cách nhìn của em thật sự là không thể nào mà để thoát được mình ra được. Tại đối với tôi, khi mà tôi yêu là tôi yêu một cách là mãnh liệt, chứ không phải tôi yêu để một cách hời hợt hay là một cái gì đó để hợp thức hóa cuộc sống này. Không phải yêu để chỉ để kiếm một cái tờ giấy hôn thú, no. Đối với tôi là không phải, tôi phải yêu hết mình. Mà đối với em thì thật sự là tôi không thể nào tôi để một cái tình yêu tôi bay bổng với em được. Tình yêu của tôi có với em thì cũng sẽ bị giới hạn ở một mức độ nào đó. Nếu chúng ta hiểu được thế giới bên kia thì chúng ta bấm. Thấy chưa? 1 2 3 Rồi. Hôm nay là một ngày cũng khá thú vị, nhưng mà thật sự là tôi cũng chưa biết là nãy giờ thật sự là tôi cũng đang cố gắng lắng nghe bạn nhiều lắm. Thật sự tôi cũng chưa hiểu điều gì ở bạn cả, nói thật như thế. Anh đang mơ hồ đúng không? Đúng rồi. Tôi cũng hên xui thôi, lúc trên mây, lúc ở dưới đất. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể.
Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chúc em mau tìm được một người hạnh phúc của mình nha. Chúng ta hãy đến gặp cặp đôi thứ nhì xem họ có... Gặp ở đâu? Ở đây, xem họ có bấm nút hay không. Vậy đi. Ok, yeah, cái đi, tỉnh là tỉnh, lay tỉnh. Dạ, em có hai mối tình chính thức và hai mối tình chính thức. Chuẩn bị mà tính tới hôn nhân á thì ảnh đấy lại gia trưởng, kiểu như áp đặt em á. Một số cái như là yêu cầu em không được chu cấp cho gia đình nữa, không có cho tiền em út nữa, bắt em là đi khám sản khoa hoặc là đảm bảo là phải có con trước mới cưới. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào con, chào chủ Quyền Linh ạ. Rồi. Con chào cô Hồng Vân ạ. Chào cưng. Em tên là Thành ạ. Em đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương. Quê của em thì ở Nghệ An ạ. Em nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em thưa anh là em năm nay 27 tuổi. 27. Dạ. Làm công việc gì? Dạ, em làm bên kỹ sư cầu đường, đi quanh quanh Bình Dương thôi. À, Bình Dương thôi. Dạ. Rồi, bây giờ là đang sống ở Bình Dương luôn. Đúng rồi. Rồi, mình giới thiệu về mình đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, chào toàn thể khán giả của chương trình. Em chào anh ở bên kia bờ rào. Đúng hả cưng, bình tĩnh cưng, không có vấn đề gì cả. Anh bên kia bờ rào tình yêu đó. Em tên là Mai Thị Hiền, hiện tại em đang là kiến trúc sư, em làm việc tại quận 1. Trời, wow. Hai người hợp vậy ta. Con gái mà làm kiến trúc sư là mạnh mẽ lắm á nha. Gái kiến trúc sư, trai là kỹ sư cầu đường. Thôi sẵn đà em nói luôn đi, điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì? Dạ, dạ điểm mạnh của em là em biết hát, em biết vẽ. Em biết đờn. Em biết đàn sơ sơ. Có dạ. Điểm yếu gì không? Dạ điểm yếu là em hay quên, cho nên nãy giờ em nói không được á. Hay quên hả? Bây giờ chị nói em nghe nè, em đừng có sắp xếp câu gì sẵn để mà nhớ cả. Vấn đề là mình cứ cảm xúc mình tới đâu thì mình sẽ nói tới đó. Dạ, em hay quên thì là dạng như là em hay quên tên của người mới quen này. Hoặc là em hay quên tiền mỗi khi ra ngoài đường á. Quên đem tiền là... theo. Dạ. Rồi cho ăn đồ là... ăn của người ta có quên trả tiền không? Dạ không quên, nhưng mà tại quên tiền cho nên là không trả được. Không trả được, rồi ai mượn tiền em có quên không? À, mượn tiền thì mượn ít thì cũng quên luôn ạ. Vậy hả? Dạ. Ừ, chút xíu chị mượn nha. Dạ em ra đường thì em hay kiểu như là đi ăn nợ này. Ừ, đi ăn nợ. Đi, đi chợ nợ, đi, đi đổ xăng nợ, nợ. Đổ xăng nợ. Dạ. Rồi hay đi về xong viết cái giấy nốt á. Ừ. Là nợ bạn này 200 ngàn, nợ chủ quán 35 ngàn. Ừ. Nợ anh GoViet 15 ngàn vậy đó. Ừ. Xong rồi từ từ em trả. Vậy đó hả? Mà dạ. Có trả hết không? Dạ, trả. Là, trả hết thôi, thôi trả hết thì cũng được. Bạn ơi, bạn bên kia bạn có nghe không? Bạn Thành mà nghe. Mình ưu điểm nhược điểm gì nói cho thằng gái nghe luôn đi. Thì ưu điểm của em thì thứ nhất là hoa đồng này, vui đồng, năng động, năng động. Em thì rối. Năng động, vui vẻ, biết quan tâm người khác. Có một cái đặc biệt nữa là em biết nấu ăn. Nói chung là nấu ăn như kiểu nhà hàng 5 sao thì không được, nhưng mà nấu ăn các món bình thường như kiểu cho một gia đình một bữa cơm ngon là vẫn nấu được ok. Tốt, có tật xấu gì không? Tật xấu thì nói chung là nghề xây dựng ấy, nhiều lúc công việc áp lực thì cũng mệt mỏi quá thì em cũng có hụt thuộc một chút ít thôi, nhưng mà cái đó em sẽ bỏ được, không nghiền đâu anh nhá. Chỉ là gọi là lúc nào căng thẳng mệt mỏi quá thì chị em cũng cầm một điều lên hụt thôi, nhưng cũng không phải là nghiền đâu. Rồi mấy mối tình rồi cưng Thành? Dạ em chưa chị ơi, nói chung là chưa có ai là chính thức hết luôn á. Từ thời cấp 3 là có yêu một cô bạn thôi, gọi là tình đơn phương mà kiểu yêu mình bạn bè mà mình chỉ yêu dấu 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 vậy thôi, mà cái tuổi học trò nó cũng hồn nhiên lắm, không có cái gì hết. Tới giờ luôn. Dạ. Quê rồi, không yêu luôn tới giờ. Quê luôn. Cũng phải quê đâu anh, cho bố mẹ em bảo là lúc đi học á là bảo đi, đi học thì lo mà học đi con, chứ đến lúc học xong rồi muốn yêu ai yêu. Nhưng mà học xong ra trường cái mẹ thì hoại đùng một cái là con có ai chưa dẫn về cho mẹ có ai cái. Em mới bảo là lúc đi học thì mẹ không cho, giờ con học xong lấy đâu ra mà dẫn cho về cho bố mẹ có ai được. Là giờ đi làm nữa, gặp vào môi trường đi làm công việc
kiếm trước khi bạn được ít nữa là đâm ra thành như bây giờ á. Ừ ha, dạ. Nửa đường với ốc vít với lại gỗ rồi xi măng rồi thôi. Thấy thương không? Thấy đàn trai tội nghiệp không? Ừ, ta lo ơi. Sự nghiệp ta mà ta chưa có người yêu đó. Còn biết đàn gái có mấy mối tình rồi. Qua hỏi. Để qua coi coi sao. Chờ chút nha em trai. Dạ. Mình cứ chân thành để mình trả lời. Có hay không có mình trả lời luôn. Chào em gái. Dạ em chào anh Quỳnh Linh. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình không chính thức và hai mối tình chính thức. Hai mối tình chính thức là dài không? Dạ hai mối tình chính thức thì cũng tầm 8 tháng thôi. Có mối tình nào mà sâu đậm không? Mối tình gần đây nhất thì chuẩn bị mà tính tới hôn nhân á thì ảnh ấy lại gia trưởng kiểu như áp đặt em á. Một số cái như là yêu cầu em không được chu cấp cho gia đình nữa, không có cho tiền em út nữa, bắt em là đi khám sản khoa hoặc là đảm bảo là phải có con trước rồi mới cưới. Trời. Có một số luật lệ mà mình cảm thấy mình không chấp nhận được. Thôi bỏ đi, quên đi. Vậy quên cũng hơi đi. Kỳ. Hãy hướng về cái chàng trai 27 tuổi bên kia rào nha. Thầy có bắt người ta đi khám sản phụ khoa gì không? Hả? Chắc không đâu anh. Có bắt ta có con trước rồi mới yêu không? Có dạ, cưới không? Cái đó em đề cập tới. Có bắt người ta không cho tiền gia đình không? Thì nói chung á, cái vấn đề mà tiền nong mà cho gia đình á thì không quản được, vì mình anh em trong gia đình nhiều lúc bố mẹ khó khăn hoặc anh chị em khó khăn nhiều lúc cũng phải cho chứ. Đúng rồi. Và trước khi cho thì mình cũng phải tham khảo ý của người ở cùng với mình nữa. Vậy được chưa? Dạ tốt quá. Người bên đây người ta thoải mái vậy đó. Tốt quá, tốt dạ, quá. Dạ tốt quá. Không, thay mặt em đó tôi nói tốt quá. Rồi bây giờ sao? Em mong muốn cái người yêu của em phải như thế nào? Nói đi cho bên đàn trai người ta đánh giá coi bển được bao nhiêu phần trăm. Dạ em mong muốn người bạn nam thì vui vẻ một chút. Vui, anh này vui lắm á. Dạ. Cũng năng động lắm á. Dạ, thông minh và chủ động một chút, tại vì em hơi nhút nhát. Nãy em nghe là anh ấy có hút thuốc thì em không thích. Anh nói anh bỏ được mà. Dạ. Vì tình yêu là bỏ được. Có cái câu này anh này, là nghiền rượu nghiền thuốc thì có thể cai, nhưng mà đã yêu ai rồi là dù dạ sự yêu bạn bên kia thì không bao giờ bỏ được. Hay. Câu đó là được ghê á. Câu đó của Vinzy cũng ráp luôn đó. Ừ, đàn trai tôi được lắm mà. Có thể lào cai được đó. Anh không thể nào cai. Hôm nay em trai đi với ai? Thành. Dạ em đi cùng đồng nghiệp của em và bạn học thời đại học với em luôn ạ. Rồi mời đại diện nhà trai nào. Em chào anh Quân Linh, chị Hồng Vân cùng toàn thể khán giả có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Em là bạn của Thanh ạ. Bạn em là một người năng động, thật thà. Nó có bạn gái không? Nó chưa có. Từ khi quen nó giờ là 5 năm rồi, nhưng mà nó chưa có ai. Nó có quen bạn trai không? Bên trái thì chưa kiểm chứng, vì nó khi nào nó ở một mình ạ. Rồi em thấy đàn gái sao? Nhận xét về bạn gái bên này thì bạn gái bên này là một người hiền, xinh. Nhìn thấy cái đàn như thế này là có cảm tình là chắc có là hạ thấy tình. Đàn hay hạ thấy. Rồi, cảm ơn nhà trai. Em đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với em gái, em rể, một bạn thân với hai bé ở chung phòng nữa. Em gái đâu? Đó, nhìn là biết em gái rồi. Ngồi kế anh rể hay gì? Nhìn là em rể. Em rể hả? Dạ. À là hai vợ chồng á hả? Dạ dạ. Trời ơi. Sao em lại đi trước chị thế nhỉ? Giỏi quá nhỉ. Dạ chào chú Vinh Linh, chào cô. Em ở đây thì chủ yếu em nhắn nhủ riêng về cho anh thôi. Thì chị Hiền á là một người sống rất là ngọt ngào, tình cảm. Mà em nói nhỏ nhỏ cho anh nghe. Ở nhà ba mẹ đồng ý vậy đó. Cho mình cứ hỏi đi. Dạ. Trời, anh rể cũng dễ thương quá nha. Bạn bè có góp ý gì không? Đó, bạn bè nói đi cưng. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh và chị Hồng Vân. Em là bạn thân của Hiền từ thời đại học tới giờ. Về phía Hiền thì Hiền là thực chất Hiền thì hòa đồng lắm, vui vẻ. Và Hiền thì sống rất nội tâm. Bạn bè thì chơi với nhau nhiệt tình. Còn về phía bạn Nam thì công việc thì cũng khá hợp với sau này đó. Và bạn cũng học ngon. Hy vọng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Dạ, dạ em cảm ơn ạ. Trai. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ chưa, từ từ hả? Sao? Dạ, em xin đồn trước để anh có thể hình dung em như thế nào. Chứ em sợ gặp ảnh rồi em quýnh em không có đờn được. Rồi cái tay cứng đờn không được, lên đây rồi em đờn đi. Đúng rồi. Nhu cầu hợp lý. Thank you.
là phải đờn trước khi rào mở, đảm bảo rào mà mở rồi là cái tay quýu hết trơn, quýu luôn á, bây giờ là đang quýu rớt rớt luôn á. Mình mở rào đi cưng ơi. Mở rào. Đó, cười tỏa nắng đi xong nhìn nhau nè. Thành bước tới hát, tặng bài hát đầu tiên liền. Hoang hòa luôn, nãy tao mới đàn rồi. Thôi chị ạ. Tao mới đàn xong rồi hát luôn. Thì còn chơi luôn đấy. Ừ. Thì ngày hôm nay đến chương trình thì cùng bạn nữ cũng đã đánh đàn rồi. Cho em nghe là tiếng đàn là rất tuyệt vời, du dương vào lòng người luôn. Thì em có một bài hát gửi tới bạn nữ cùng chị. Rồi, chủ yếu là bạn nữ kìa. Dạ. Bài hát được mang tên là Chị Bằng Cái Gật Đầu của ca sĩ Gian Nguyện hát ạ. Rồi, nhìn cô gái đó, Thành, nhìn vô mắt luôn. Cứ về đêm bao nhiêu nghĩ suy không thể không buồn. Những chuyện vui bên em có khi anh sợ tan biến. Vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian. Sợ mắt em, đôi mắt lại u sầu. Biết làm sao khi em đã yêu anh nhiều như vậy. Muốn kể bên em tôi mỗi giây nhưng ngại cho em. Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa. Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh. Để chẳng may đường về chưa đông đã rét. Có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sang giàu nhưng chỉ cần được bên anh. Để sẻ chia và dù cho ai có lỗi, sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Dạ em xin hết ạ. Hay quá. Nào. Rồi, anh tặng quà đi. Mở coi ý nghĩa là cái gì nè. Cái tay Thành bị té hay sao vậy Thành? Dạ. Hả? Tay em bị té. À bị té. Dạ. Em tặng bạn nữ cái khăn thì kiểu giờ trời mùa đông á, đi ra đường sáng sớm thì cũng lạnh á, thì đeo cái khăn này vào giữ ấm cơ thể cho nó khỏe khoắn đi. Thì đeo cái khăn này có gì cũng nhờ tới mình. Cảm ơn anh. Rồi mình tặng cái gì nè cô? Dạ em tặng anh cái này là cái gối ôm cổ. Dạ cái này thì anh đeo thử nha. Dạ rồi. Dạ. Đeo gông vô cổ rồi đó nha. Cái này giống như kiểu là tôi lại vờ là vơ lại tội đấy. Rồi vị trí đi các bạn. Được rồi đó. Bây giờ mình cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau đi. Gặp bạn ở đây thì Em gặp em. Gặp em ở đây thì anh thấy em là người rất tuyệt vời á, đa tài đa sắc. Dạ em cảm ơn anh. Dạ anh cũng rất là tuyệt vời mà. Trời ơi, từ trong ra ngoài quá vậy. Hai người mới gặp thả thính gì thính gì mà bay mà kêu bằng á. Anh có bị gia trưởng không anh? Nói chung á là anh là con trưởng nhưng mà không phải gia trưởng đâu. Dạ. Con không phải là con trưởng mà kiểu trưởng trong trưởng nam thôi, còn có chị đâu á, chị đâu đi lấy chồng rồi, còn mình là con trưởng nhưng mà cũng phải gia trưởng gì hết, thoải mái à. Dạ. Có nóng tính không anh? Nóng tính thì con người mình cũng có lúc là ai cũng nóng tính hết, nhưng mà mình làm sao mình kìm chạy được cái nóng tính của mình lại á. Dạ. Là bạn lĩnh được con nóng tính mà mình hành động ra luôn thì là không hay rồi. Nhưng mà em có kìm được không? Được chị. Được. Dạ. Tin luôn. Dự định như thế nào? Chừng nào kết hôn bàn với nhau đi. Em thì bố mẹ cũng hỏi rồi mà được thì bố mẹ bảo là yêu ai rồi đầu năm sau á, đầu năm 2021 là cưới luôn đấy cho nhanh. Ông bà cũng mong coi chảo lắm rồi. Hỏi đi coi chịu không? Thì em thấy sao? Em thấy sao? Cứ nói rõ với anh đi. Em thấy sao thì trả lời anh biết. Dạ với em thì ba mẹ em cũng mong em lắm rồi. Tại vì em gái em nó đi trước mặt anh chị mất rồi. Dạ. Thì nếu được thì trong vòng 6 tháng mình có thể tiến tới hôn nhân. Bạn trai, em hãy nói tất cả những gì mình suy nghĩ về người phụ nữ đang ngồi đối diện với mình. Rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút thôi. Dạ chưa thì... chưa. Em còn muốn hát dạ, tặng anh một bài nữa. À hát đi. À đây ta đa tài mà ta đờn ta hát nữa. Rồi hát đi em. Rồi hát đi cưng nè. Ừ. Dạ bài đó là bài Giận Mà Thương. Bài đó hay á. Quê nhà em luôn. Hay quê nhà em luôn. Đúng không? Quê nhà em luôn. Dạ dạ. Em bước tới hai đứa đứng kế bên hát cho nhau nghe đi.
đứng kế bên nữ thành sát anh bên... cứ nhủ rằng em không thương, em đo lường thì dần cặn kẽ, bởi thương anh nên em bàn với mẹ phải ngăn anh không đi chuyến ngược lương. Giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương thì thương. Anh sai đường thì em không chịu nổi, anh yêu ơi xin đừng có giận vội, vì trước tiên anh phải tự trách mình. Rồi em nói luôn đi Thành, muốn gì nói với cô ấy luôn đi. Anh với em lên đây thì là cũng là chắc là cũng kịp được, cũng có cái duyên cái nợ gì đến với nhau đây á. Thì có gì thì em cho anh một cơ hội để tìm hiểu với em, để mình tiến xa hơn á. Rồi về cái ngồi đi. Dạ. Được rồi đó. Suy nghĩ thật kỹ, sau vài tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Thậm chí không đếm bấm nút cũng được luôn. Đúng á. Rồi, thích đó. Thì cứ bấm. Thích là bấm bất liền lúc đó, nào. Thấy chưa, bấm liền luôn rồi xong. Ừ. Không cần phải đếm nữa. Rồi, đó, Thành. Bước tới đi. Bây giờ mình nắm tay được rồi đó, chính thức hẹn hò rồi đó. Tay em lạnh ngắt luôn này. Lạnh ngắt luôn. Thành chưa bao giờ yêu cô gái nào cả, đây là mối tình đầu của cậu ấy. Nụ hôn đầu đời đó. Được không? Dạ. Bình tĩnh, để nguyên từ từ. Chưa? Được rồi anh. Đầu tiên mà. Nó phải... Đúng rồi, anh Linh nói đúng có đó. Có chiều sâu chút xíu. Chuẩn bị 1, 2, 3 hôn. Hít sâu vào. Rồi hả, em cảm ơn anh. Nó đỏ mặt hết trơn rồi. À, đây là những món quà dành cho các bạn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Daikyosan sẽ tặng một máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Daikyosan phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Nhãn hàng thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Thành nó tự tin lắm á. Cố gắng lên nào. Anh tin em làm được đấy. Cảm ơn tình cảm quý vị đã luôn luôn theo dõi Bằng Mối Hẹn Hò. Đối với con thì quan điểm của con là về người phụ nữ thuần Việt là được. Thuần Việt. Đừng có nhuộm tóc mà kiểu lè lẹt quá. Con ơi, ghét của nào trời trao của nấy con ơi. Em không ngại gì cái vấn đề làm dâu? Dạ làm dâu thì em cũng không ngại ạ. Không biết là anh thấy em vậy anh có ngại không? Nếu mà chúng ta tiến xa hơn thì mình có thể bao lâu mình kết hôn được? Em nghĩ là cái này nếu mà mình hợp thì khoảng 2 năm nữa. Mời nhà trai. Rồi, mời đồng chí ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta cùng giới thiệu lớn lên để bên kia nghe luôn nha. Mời nhà trai. Dạ. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Chào cô Hồng Vân. Chào cưng. Xin phép chào bạn nữ bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Tôi tên là Trương Văn Pháp, cấp bậc là thượng úy, chức vụ là chính trị viên đại đội. Hiện đang công tác tại đại đội 2 tiểu đoàn 1 trung đoàn 738 bộ chỉ huy sự tỉnh Long An. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ con nay 29 tuổi. Ủa vậy bây giờ đang cư ngụ ở đâu nè? Dạ hiện nay con đang ở Long An. Ở Long An luôn ha. Dạ. Làm việc công tác là khu huyện nào con?
Dạ con ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Thạnh Hóa, Long An. Bên nhà gái mình giới thiệu coi nè. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào nhà trai và chào tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Thị Mỹ Hạnh. Em năm nay 27 tuổi, em đến từ Bến Tre. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà Bè, thành phố em làm gì nè? Dạ, em làm kỹ sư cho một công ty nông nghiệp. Mình nói một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu đi Pháp. Dạ, con thì điểm mạnh thì con chơi được thể thao một số môn. Như, môn gì? Đá bóng, bóng chuyền, bơi lội. Cái ưu điểm tí nữa là con không có giận dai, không có thù lâu. Nhưng mà cái khuyết điểm của con là con hơi khô khan tí thôi. Chú thấy con không khô gì đâu, cười cũng tươi lắm á. Nhưng mà hơi già hơn trước tuổi thôi. Nhìn đâu ai biết 29 tuổi. Bạn bè con cũng hay nói con già trước tuổi. Cũng có nói gì luôn hả? Dạ, có chứ. Mà Pháp yên tâm đi, bên đây ta kỹ sư nông nghiệp, ta tưới tiêu cho, tưới bón rồi về tưới. Dạ, lại con tật xấu gì không Pháp? Con thì tật xấu con cũng hay nóng tính. Mình có ưu điểm gì, khuyết điểm gì nè con? Tính cách của con thì con tự thấy mình là một người độc lập, mạnh mẽ. Và mọi người thì cũng thường hay nhận xét con là một người vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Có nhược điểm gì không? Dạ nhược điểm là nhiều khi cười quá thì nó hơi lố. Nên trước khi lên đây bạn con cũng có dặn là hơi tiết chế lại chứ để mọi người đánh giá. Vậy đó hả? Dạ. Rồi mình có mấy mối tình rồi? Con thì được một mối tình. Chia tay cách đây thì cũng gần 2 năm rồi. Gần 2 năm lý do? Trong thời gian quen thì cũng bình thường, nhưng mà tới một ngày thì con chiêm nghiệm lại cuộc sống của con thì con thấy con với anh đó không cùng lý tưởng. Nên là con quyết định chia tay. Cái lý tưởng sống của con là gì? Dạ, lúc mà con quen anh đó thì con xác định là tương lai của con sẽ về quê. Nhưng mà sau một thời gian thì con xác định là con đi học, phát triển sự nghiệp. Nên là con không cùng chí hướng với anh đó nữa. Ông mối ông kỹ sư ông nông nghiệp hả? Dạ. Trời, nhìn tưởng đâu. Dạ, cái này con... phơi nắng nó cháy chú. Cháy rồi hả? Đi nông nghiệp mà nó cháy rồi hả? Dạ. Trời đất ơi, con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, con muốn tìm một người trưởng thành. Trưởng thành, ai lớn lên cũng trưởng thành. 29 là trưởng thành rồi. Dạ, nhưng có một người tuổi lớn nhưng mà cái tính cách người ta không có được chín chắn. Ai vậy? Ai mà tuổi lớn có mà những... Có nói... những người. Đừng nói nha, đừng nói chú nha. Có ngoại hình sao? Dạ, ngoại hình thì cao trên 1m65. Dạ. Bạn đó cao nãy thấy rồi, cao lắm. Được rồi. Không, sao nữa? Không hối. Đảm bảo không hối, nãy là thấy không hối rồi. Bụng có bự không con? Bụng để coi nha, để coi có bự không. Trời ơi, người ta trong môi trường hoạt động mà. Chào cô. Trời, ngon lành, bụng con bự, người rắn chắc, da ngăm đen, ok? Dạ. Còn con muốn cái mẫu người bạn gái mình sao? Chủ yếu con mong muốn ở bạn gái con thì nếu mà được thì con mong muốn là thấu hiểu nhau một tí, thông cảm về cái công việc của con. Và một cái nữa là nếu mà tiến tới xa hơn đó, nếu về quan hệ gia đình bên chồng thì hơi hài hòa một tí là được. Hài hòa, kính trên nhường dưới đúng không? Dạ. Con làm được không con? Dạ được. Đã được đúng không? Dạ. Rồi có thích kỹ sư nông nghiệp không? Dạ cũng thích kỹ sư đó cô. Mấy người mà yêu thiên nhiên á, hòa mình với thiên nhiên. Dạ. Là thường là những người dễ gần lắm á. Pháp có mấy mối tình rồi? Dạ con tới thời điểm bây giờ là có 4 mối tình rồi. Trời đất ơi, mối dài nhất là nhiêu? Mối tình dài nhất của con là được gần 3 năm. 3 năm. Ngắn nhất? Ngắn nhất là khoảng 5 tháng rồi cô. Ừ. Rồi lý do sao chia tay? Một là về cái tính cách không hợp, hai là cũng về cái công việc của con, rồi ba là về cái địa lý, như cái mối tình cuối cùng của con yêu là... xa. Dạ yêu xa quá rồi bạn đó không có chấp nhận được. Rồi cưng cái ngoại hình của bạn gái cưng muốn sao nè, tóc tai sao? Dạ đối với con thì quan điểm của con là về người phụ nữ thuần Việt là được. Thuần Việt, đừng có nhuộm tóc mà kiểu lè lẹt quá, con không có... Bên kia không hề nhuộm, bên kia tóc đen được. Ừ, ông bà mình nói ngộ lắm con ơi, ghét của nào trời trao của nấy con ơi. Nhưng mà vấn đề cái tóc á thì mình nhuộm lại mấy hồi. Dạ. Bây giờ á là mình hỏi ý kiến người thân đi. Ừ. Rồi mình cho gặp nhau đi. Bây giờ mình đi với thủ trưởng của mình đúng không? Dạ. Cao với cô Hồng Vân với lại chú là hôm nay con đi với lại thủ trưởng con là Trung tá Đậu Bá Hà, chính quỹ của trung đoàn. Dạ. Đồng chí thiếu tá Lê Ngọc Bích, phó tiểu đoàn trưởng. Và các đồng chí trong đơn vị của con. Rồi. Xin mời đại diện chỉ huy ạ. Trước hết thay mặt chỉ huy đơn vị xin gửi tới MC Quyền Linh, MC Hồng Dân và biên tập chương trình Bản Môn Hò. Yeah. Nói về đồng chí Pháp thì đồng chí Pháp là một người đầy trách nhiệm. Trong công việc thì luôn luôn là tin tưởng, được cấp trên tin tưởng và giao phó. Giao việc gì là đồng chí Pháp. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bản Môn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube Thanh Sơn Media. Và đơn vị cũng muốn là sau này là có một cái tấm thiệp hồng ghi tên của hai bạn trong cái chương trình
mà qua cái nhịp cầu của bạn muốn hẹn hò. Dạ. Và được gửi đến thủ trưởng. Xin hết. Mà thủ trưởng có muốn bạn này nhuộm lại tóc đen không thủ trưởng? Tóc thì nó cũng không quan trọng để đánh giá một con người. Dạ. Mà bên cạnh đó là phải đánh giá về vấn đề phẩm chất, đạo đức và dạ, tính cách của một con người thì mình sẽ tìm hiểu hơn. Dạ. Xin hết. Hay quá, thủ trưởng nói hay quá. Trời, cảm ơn thủ trưởng. Công nhận là thủ trưởng là rất là tâm lý luôn. Trời ơi. Tâm lý và thương, gọi là thương đồng đội. Rồi hôm nay con đi với ai? Dạ, hôm nay con đi với bạn đồng nghiệp của con. Ừ. Rồi xin mời bạn đồng nghiệp. À, con chào chú Quỳnh Linh, con chào cô Hồng Vân, chào Pháp và chào toàn thể hội trường. Con là Nguyễn Thị Anh, con là bạn của Hạnh. Với nhận xét về Hạnh thì Hạnh là một người rất là thân thiện, hòa đồng, chăm chỉ, siêng năng. Nhận xét về bạn trai thì bạn trai cũng khá là hợp với Hạnh. Nên là cũng rất mong là hai bạn có thể cho nhau cái thời gian để tìm hiểu nhau. Cảm ơn cưng. Bạn trai hôm nay quá là đàn ông đó, đàn ông dũng mãnh luôn á. Bây giờ mở rào nha. Mở rào. Bắt đầu đi Pháp. Trời ơi, này tự tay làm chắc luôn nè. Chào anh. Chào em. Cái này có anh có phần quà. Đây là do chính tay anh với các đồng chí ở đơn vị cùng nhau làm. Dạ. Gửi em. Dạ em cảm ơn. Ý nghĩa đi, Pháp nói ý nghĩa cho bạn nghe. Cái cây này nhìn nó đơn giản, nó gai góc rồi, nhưng mà anh muốn tượng trưng là ví dụ sau này mình có tiến xa hơn nữa thì anh cũng như cây này nè, che chở được cho em với lại cả gia đình của mình. Rồi nhận đi con, rồi mình tặng lại liền. Nhân tiện diện này thì em cũng có món quà tặng anh. Đây là cái sản phẩm lan mà bên công ty tụi em nuôi cái mô ra. Cái món quà này là do em tự tay trang trí. Thì đây là lan vũ nữ anh tặng, em tặng anh với ý nghĩa là sẽ mang đến sự may mắn và hạnh phúc cho anh ạ. Rồi rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Dặn anh đi, anh để ở cửa phòng anh á, sáng là anh phải chăm sóc nó này kia. Anh về ráng tưới cho nó ra bông nha anh. Chúng ta trò chuyện với nhau để tìm hiểu lẫn nhau đi các bạn. Anh có một cái ý kiến nhỏ vậy thôi, là tại vì anh là con trai một, vậy sau này nó có một cái là phải, anh muốn là vợ của anh là phải làm dâu ở trong chung ba mẹ của anh. Em có ngại gì cái vấn đề làm dâu? Dạ làm dâu thì em cũng không ngại ạ. Không biết là anh thấy em vậy anh có ngại không? Ba mẹ của anh thì không có khó khăn gì nhiều, nhưng mà chủ yếu là do anh thôi. Anh hay đặt nặng cái vấn đề làm dâu thôi, chứ không gì hết. Chỉ cần chấp nhận làm dâu là được, con không có yêu cầu gì nhiều hết. Pháp mà thử hẹn hò như thế nào, cái thời gian mình rảnh ở đâu đó. Nhưng mà công việc của anh hiện tại thì thời gian nó cũng hơi khó khăn. Một tháng chắc mình, nếu mà em có thể cho anh cơ hội thì có mình gặp nhau được khoảng 2-3 lần. Anh sẽ thường nghỉ vào cuối tuần ha? Đúng rồi, anh thường nghỉ vào cuối tuần. Em có thường về nhà không? Cuối tuần em có thường... Dạ không, hiện tại thì ngoài việc đi làm thì em còn đi học. Thì em học sẽ vào cuối tuần. Thì một tuần thì em có thể là rảnh ngày Chủ nhật. Có gì thời gian đó thì em cũng có thể tạo điều kiện cho anh gặp, chúng mình gặp nhau rồi tâm sự nhiều hơn. Dạ. Nếu mà chúng ta tiến xa hơn thì mình có thể bao lâu mình kết hôn được? Em nghĩ là cái này nếu mà mình hợp thì khoảng 2 năm nữa. 2 năm nữa là 29 con mới lấy chồng ha? Dạ, tại con đi học khoảng 2 năm nữa con mới xong rồi. À vậy thì con phải nói cho anh hiểu. Chứ anh cũng nôn dữ lắm rồi, anh 29 rồi. Anh thì cũng không nôn lắm, nhưng mà ba mẹ nhà đang hối nhiều quá. Dạ. Đó thì 2 năm thì Phát thấy sao? Tại bạn đi 2 học. Năm thì anh vẫn chờ được. Ừ, bạn đi học chứ không phải là bạn chưa muốn lấy chồng. Dạ dạ. Thôi bây giờ nè Pháp, em tiến tới ha. Em nắm tay bạn gái đi à, coi truyền cảm xúc cho nhau. Rồi em hát tặng bạn gái bài gì đó. Hôm nay đến với chương trình anh không có gì hơn tặng cho em một bài hát. Anh hát thì không được hay lắm, cũng mong em cố gắng chấp nhận. Bài hát mang tên Chân Tình. Và anh lại nhớ, nhưng giờ em đứng chờ chồng, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Dạ hôm nay tới đây thì mặc dù là em tặng anh chậu lan vũ nữ, nhưng mà không có bài hát về lan vũ nữ, nên là em sẽ hát tặng anh bài Nhánh Lan Rừng. Dạ. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng. Với qua biên giới anh sẽ tàn người thân, ánh mắt nụ cười quên than ngày xa xôi. Chúc anh người linh trẻ xuân đến muôn ý thơ,
Xuân đi trong mơ ước như hoa kia vẫn nở bên nhánh làn rừng. Cảm ơn em. Em có hay tính hay ghen không? Dạ em thì em không có ghen, chủ yếu là do anh tự giác thôi. Nhưng mà con nói cho anh nghe sao con lại thích lấy chồng bộ đội? Dạ con thích tác phong của quân đội ạ. Mấy anh thì rất là nghiêm chỉnh, nề nếp. Tính của con thì cũng hay bộc phát á, nên con muốn có người kiềm cái tính của con lại. Đó. Anh có kiềm được không anh? Rồi cái tính này anh sẽ rèn em được. Bây giờ nào Pháp nắm hai tay bạn gái lại, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Mình suy nghĩ gì về người đối diện, mình mong muốn gì, nói từ trái tim của mình đi Pháp. Vì cái lần này là lần đầu gặp gỡ, anh rất có cảm tình với em. Anh hy vọng là em sẽ cho anh cơ hội để chúng ta tìm hiểu và tiến xa hơn. Bài hát lúc nãy là anh chỉ dự định là hát trong cái ngày đám cưới thôi, đám cưới của anh thôi. Anh hy vọng người đó là em. Dạ, cảm ơn anh. Chúng ta dành ra 30 giây để lắng lòng mình lại, kiểm tra con tim của mình xem có thật sự đây là nửa yêu thương của mình hay không. Nếu đúng đừng ngại ngùng bấm nút, còn không chúng ta đừng bấm nút để dành cái nút bấm đó cho nhiều người khác. 1, 2 đó, người ta 1, 2 là bấm rồi, không chờ tới 3 luôn đó. Thiệt là dễ rồi, sợ. Chúc mừng nha. Chính thức chúng ta hẹn hò nhau nắm tay đó, chính xác như vậy. Pháp xem như là gia đình của bạn gái đang theo dõi truyền hình. Mình chào gia đình cái, xong mình xin phép gia đình là cho tụi con hẹn hò với nhau. Con chào hai bác. Con hôm nay xin phép hai bác được cho con được tìm hiểu với Hạnh. Con xin hứa nếu mà con với Hạnh tiến xa hơn nữa thì con sẽ chăm sóc Hạnh đến hơi thở cuối cùng. Trời ơi, cưng ghê không? Con nói gì với ba má ruột mình không? Dạ, nếu mà ba mẹ xem chương trình này thì ba mẹ cũng an tâm rồi. Con chọn được con dâu tốt cho ba mẹ. Rồi xin phép em cho anh. À, cho anh xin phép. Được không? Được, cái nữa đi, cái bên kia cho nó đều. Còn trở bên nữa không? Trời ơi, có phải cặp vậy đó. Cô Vân chúc mừng hai bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa cùng nghe nhạc trên Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, cũng đúng rồi. À, chào nhau rồi chào thủ trưởng đó. Đó. Mọi người ơi, chúng ta hãy cùng gặp cặp đôi thứ nhì. Cái mẫu hình lý tưởng của con như thế nào? Cao trên 1m7 á. Em cao 1m69.5. Không hỏi. Không hỏi. Vô số kể, yên tâm. Bạn bên đây sao nè? Thì em thích bạn nữ là tóc dài một chút. Ngang vai. Tóc ngang vai. Ngang vai mà. Thì bạn ấy vui vẻ. Hơn hết là cũng phải thông cảm cho công việc của chúng em. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Rồi, xin mời nhà gái. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Rồi. Xin chào bạn gái bên kia hàng Mùng Tơi và xin chào các khán giả có trong mặt trong trường quay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Cao Bum, năm nay 29 tuổi, cấp bậc thượng úy. Hiện tôi đang công tác ở Trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân. Em hiện đang ở Biên Hòa. Biên Hòa ha. Mời nhà gái nào. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào anh bên kia và toàn thể mọi người ở đây. Con tên là Lê Thùy Dung, hiện đang làm kế toán tại trường mầm non, sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dung bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 27. Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, ở đây Biên Hòa thì cũng gần. Cũng gần đúng không? Đúng ở rồi, giữa. Đi cũng thuận lợi lắm. Nhà trai cho nhà gái biết được cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Cái điểm mạnh của em thì theo như anh em bạn bè trong đơn vị nhận xét, vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Được, thế là không ngủ ngáy. Không ngủ ngáy hả? Sao em biết? Người khác em ngủ trưa. Vâng, em ngủ trưa. Lớn lớn nhiều khi ngáy dữ lắm á. Rồi, sao nữa? À, điểm đó mạnh là điểm mạnh đó hả? Vâng, Vậy là mấy ông nào điểm yếu là ngủ ngáy là yếu lắm á. Em thì không thù dai. Không thù dai. Vâng, chuyện gì cũng dễ dàng bỏ qua hết. Chỉ có thù giặc thôi. Vâng. Thì thoảng cũng để bụng tí. Để bụng tí. Có quyển sổ để ghi lại thôi. À, trời ơi. Không có thù dai mà để ghi sổ thôi á. Vâng, thì mình đỡ phải nhớ. Còn gì nữa?
À, điểm yếu thì em hơi trầm tính, có người nhận xét là cũng hơi kỹ tính một chút ạ. Mình nói về cái điểm mạnh và điểm chưa mạnh của mình. Dạ, điểm mạnh là hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Điểm yếu là trước đám đông lại hơi căng thẳng á. Bị căng thẳng đúng không? Dạ. Bị run đúng không? Dạ. Ừ. Với lại nó nhỏ quá, tôi qua tôi nghe chứ coi bên đàn trai không nghe được gì chứ á. Sao kỳ vậy? Rồi, trời con gái. Dạ. Thoải mái lên nào. Với lại là hay suy nghĩ ạ. Hay suy nghĩ ha, suy nghĩ về gì? Suy nghĩ hay là suy diễn? Có một chuyện nó xảy ra thì mình suy nghĩ nhưng mà lại nhiều khi đôi khi nó hơi quá. À. Cái vấn đề nó không có như vậy trầm mà trọng mình... như vậy. Dạ. Nhưng mà mình lại cứ đúng tưởng rồi, tượng mình ra cho nó quá lên. Như vậy là nó sẽ lập rơi vào suy diễn đó. Mấy cái chính là như vậy ạ. Ừ. Còn mấy cái nhỏ nhỏ thì cái phụ. Từ. Điểm yếu đó là đúng là điểm yếu đó. Rồi mình có năng khiếu gì không? Dạ cũng biết nấu ăn, với lại là cũng thích làm bánh. Làm bánh, bánh gì? Dạ, giả sử như là dạ đây bánh bông lan. À, mình bông nhìn lan. Là mình nghi rồi, mình nghi là bạn này làm rồi đó. Còn dạ, đó bánh bông lan rồi. Ừ. Hoặc là bánh trung thu, các loại bánh. Mày mốt làm bánh bán, mở tiệm bánh cũng được. Dạ. Bây giờ mình có thích văn nghệ không? Sẵn đây thì con cũng xin hát một đoạn thôi ạ. Nhé anh, yêu em mãi luôn nhé anh, yêu em mãi luôn trong đời, mối tình ta mãi lâu dài, và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa, ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Dạ em xin hết ạ. À. Sao bạn Nam? À, tưởng tượng cái giọng anh như thế nào? Anh là giọng rất là trong trẻo và hay ạ. Em chào cưng. Em mình nói cho bà mối biết em có mấy, mấy mối tình. Em thì mới trải qua một mối tình kéo dài gần 3 năm. Chia tay vì hồi em học ở xa, thành ra là tình cảm nó cũng dần dần nó vơi theo cánh thư. Nên là sao mặt cách lòng đúng không? Vâng, sao mặt cách lòng đấy. Bên đằng nhà gái có mấy mối tình rồi? Dạ, chính thức là có 2 mối tình. Chính thức thôi hả? Dạ. Còn không chính thức là mấy? Dạ không, nó chỉ ở mức tìm hiểu thôi thì chắc không tính đâu ạ. Mối tình dài là được mấy năm? Dạ được gần 1 năm. Cái thời điểm đó công việc cũng đang bấp bênh. Mà cái thời gian gặp nhau nó cũng không nhiều. Rồi đôi khi cảm giác như là hai người không thể hiểu được cho nhau. Rồi. Nên là nó có ghen đến không đâu. Nè, bây giờ cô hỏi có ghen không? Dạ thực chất là ai cũng ghen hết á. Nhưng mà cô ở mức vừa phải thôi. Vừa phải thôi phải không? Dạ. Em nhưng mà gia đình em có cho lấy chồng bộ đội không? Bởi vì biết lấy chồng bộ đội là chúng ta phải hy sinh về cá nhân của mình rất là nhiều luôn á. Dạ thực chất là ba em cũng là bộ đội. À. Dạ bây giờ ba về hưu rồi. Ừ, rồi ba có dặn gì khi lấy chồng bộ đội gì không con? Từ nhỏ đến giờ ba nói là thôi đừng có lấy chồng bộ đội nữa, lấy chồng bộ đội cực lắm. Vậy à? nhìn noi gương mẹ thôi đừng có lấy nữa. Ừ, nhưng mà tại sao con lại vẫn quyết định lấy chồng bộ đội? Dạ thì cảm giác như là bộ đội thì chín chắn hơn, những lúc mà xa thì không nói nhưng mà những lúc gần thì người ta sẽ bù đắp cho mình. Ừ, những cái lúc mà mình thiếu hụt tình cảm. Vậy con quyết lấy chồng bộ đội ha. Dạ. Đó. Rồi con diễn tả cái mẫu hình lý tưởng của con như thế nào? Cao trên 1m7 ạ. Em cao 1m69.5. 69.5 rồi. Dạ được luôn. Mang quá được luôn. Dạ, quá được luôn. Dạ. Không hỏi. Không hỏi. Yên tâm. Vô số kể. Yên tâm. Tự này nó nhạy cảm quá. Cái gì nhạy cảm? Ông không được bị hói đâu mà ông nhạy cảm. Có những người hơi hói đó. Nói chung mấy người hói có tài lắm ạ. Anh hơn em. Rồi sao nữa nè? Không hô. Không hô. Dạ. Da ngâm. Da ngâm luôn. Quá ngâm luôn. Ừ. Rồi bây giờ đó bạn bên đây sao nè? Thì em thích bạn nữ là tóc dài một chút. Thì ngang vai, tóc ngang vai. Ngang vai là. Thì bạn ấy vui vẻ. Hơn hết là cũng phải thông cảm cho công việc của chúng em. Bởi vì chúng em thực ra mà nói là bộ đội thì thời gian nó hơi eo hẹp một chút. Thì nếu mà công việc thì chúng em phải báo động là phải đi ngay. Nói chung vợ đang đẻ báo động cũng phải chạy đúng không? Trường hợp đấy thì lại được đặt cách ưu tiên thì vẫn chẳng hạn vợ đẻ thì vẫn có thể gọi là đơn vị tạo điều kiện được. Nói về để cho đàn gái hình dung được là bộ đội cũng vất vả lắm. Lo gì bố của người ta là bộ đội mà. Thì đó. Nhìn mẹ là biết rồi, suốt thời gian đó là biết rồi. Mới khuyên không con nên lấy chồng bộ đội đó. Thì đó nhưng mà vẫn lấy bởi vì sao thần tượng bố. Cho nên là em yên tâm là tất cả những gì thuộc về bộ đội là cô này cô đã nắm hết rồi. Yeah. Vấn đề ở đây là cái điều mà em nói ra đó ha. Là chị thấy bên đây cũng phải 80% rồi. Thông cảm cho bộ đội là chắc chắn là thông cảm rồi. Em không thích điều gì ở bạn gái? Thiếu tâm lý một tí, không tinh tế. Và đặc biệt là không thủy chung.
Có thủy chung không nè? Dạ thủy chung chứ. Thủy chung son sắt đúng không? Dạ. Rồi có thực tế không? Tế ạ. Người sống có thực tế đừng có sống ảo á. À dạ thực tế. Ừ ha, không dạ. Ảo không ảo giác gì dạ, ha đúng dạ, không? Dạ. Lâu lâu ảo xíu cho nó khác biệt thôi ạ. Bạn gái không thích điều gì ở bạn trai? Keyboard. Mình có keyboard không nè? Chắc xíu xíu mà. Xíu hả? Tiết kiệm hay là tiết kiệm, gọi là tiết kiệm. Tiết kiệm đó. Tiết kiệm chứ không phải là keyboard đúng không? Dạ. À gia trưởng. Có gia trưởng không? Em không. Ừ, không không gia trưởng. Nhìn mặt này không thể gia trưởng. Từng có em gái mưa, em gái nắng gì nhiều. Có mưa nắng gì không với em gái nào không? Dạ không. Mình là mấy mối tình? Em một. Một. Dạ. Bên đây ta hai mối tình vậy mình mưa nắng hơn người ta nữa. Rồi, thằng gái đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với sếp của em, gia đình của em, chú và em gái với bạn ạ. Rồi, xin mời đại diện gia đình thằng gái. Gia đình mới đi hùng hậu quá ha. Dạ, ba mẹ nói là phải đi cổ vũ cho con gái mau lấy chồng. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Xin chào mọi người trong khán trường. Tôi là bố của cháu Thủy Dung. Cháu trai bên này tôi thấy rằng là đúng là một người lính chuẩn. Yeah. Bởi vì bản thân tôi thì cũng tham gia quân đội là cũng 33 năm, cũng mới về hưu được hơn năm nay. Nhìn thấy bộ đội là tôi rất cảm tình, tức là nói bà xã hôm nay nếu mà lên mà gặp được cái bộ đội thì là bản thân là có đồng minh rồi đấy. Đồng minh rồi. Đấy. Thì đây là một cái cơ duyên. Thì cũng mong là sao là hai cháu tức là bấm nốt rồi tiếp tục tìm hiểu. Rồi tiến xa hơn nữa thì có cái ngày vui để rồi là báo cáo cùng với chương trình. Dạ, xin hết. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn bố. Anh trai, đi với ai? Em đi với lại các thủ trưởng cho đơn vị và có chú và thím của em. Mời thủ trưởng ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Xin chào gia đình bạn gái. Tôi tên là Đỗ Văn Bình, là chỉ huy đơn vị chỗ đồng chí Bun công tác. Nói về đồng chí Bun ở đơn vị thì là một đồng chí luôn được thủ trưởng cấp trên cũng như đồng chí đồng đội tin tưởng, yêu quý. Và qua lời tâm sự cũng biết hai bạn có vẻ cũng khá hợp nhau. Hy vọng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Về để nhận xét thêm thì xin phép chú cho đồng chí Bun. Dạ, đã mời chú ạ. Chú quan sát thấy là cũng rất là tốt, tính nét như thế là cũng đạt. Thì chú mong là sau cái buổi gặp gỡ hôm nay ấy, thì các cháu tạo điều kiện nhiều hơn để tìm hiểu sâu hơn nữa, nếu mà tốt hơn là tiến tới. Một cái ngày vui nữa thì gần đây để cho đơn vị rồi thì gia đình sẽ có cái cuộc vui hơn. Dạ. Xin hết và cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Ôi, ôi nguyên cái máy bay luôn kìa. Thôi bây giờ cứ nhận cái này trước. Đây là món quà mà anh đã chuẩn bị từ khi biết được tin mình được tham gia vào mối hẹn hò. Dạ. Hơn 2 tuần. Đơn vị anh là hơn 100 con người chuẩn bị món quà này, gửi gắm rất nhiều hy vọng tặng đến em. Dạ, đây, em đây, cảm ơn. Anh để đây cho em. Còn đây là món quà em tặng anh là ít bánh em làm thêm một cuốn sách để có gì anh đọc thời gian rảnh. Nó có tựa đề là mọi khoảnh khắc đều là quý giá. Hôm nay em gặp anh thì cũng là một khoảnh khắc quý giá mà em có. Thì trong đây em có ghi một ít là nhắn nhủ. Thì có gì mong anh sẽ đọc cuốn sách này và nghĩ đến em. Xin phép đọc luôn. Nắng kia là của mặt trời, còn anh là của ai rồi hay chưa? Mây kia là của hạt mưa, anh xem đã thích em chưa hay rồi? Dạ. Thì có nghĩa là câu đầu tiên thì chắc chắn là em có câu trả lời rồi. Còn à, câu thứ hai thì chắc để tương lai anh trả lời cho em. Rồi thôi hai đứa về đây ngồi tâm sự nè, nói chuyện với nhau nào. Hồi nãy em thấy anh nói là anh khó tính á, thì anh không biết anh khó tính ở cái vấn đề nào á. Anh không khó tính, anh chỉ kỹ tính thôi. Việc của anh là làm bên kỹ thuật. Dạ. Thì nó cũng giống như cái toán của em là cũng phải tỉ mỉ chi tiết. Có một chút thì nó ảnh hưởng công việc, nó hơi kỹ tính, cũng hay để ý những cái chi tiết hơi nhỏ một xíu. Nhỏ là nhỏ như thế nào anh? Cái chuyện mà em hay suy diễn thì anh nghĩ là cái chuyện anh sẽ chấp nhận được. Hồi nãy anh có nói hơi xíu xíu keyboard ấy. Thì giả sử như đi chơi hay gì đi, thì anh nghĩ sao về vấn đề bên nào sẽ trả tiền hay là gì đó không? Đi chơi thì anh nghĩ là nên bên con trai trả tiền sẽ tốt hơn. Đằng nào thì mình cũng là người trưởng thành rồi, cái việc không nên so đo tính toán những cái chỗ đấy. Quan điểm của em về tình yêu, về cuộc sống sau này như thế nào? Nói chung là xây dựng tình cảm từ hai phía rồi cùng nhau cố gắng vun đắp. Không ai là hoàn hảo cả thì cũng sẽ có những lúc mà xảy ra cãi vã, mong là sẽ là ngồi lại nói chuyện với nhau chứ không phải là kiểu như sẽ giữ cái một cái sự im lặng. Anh cũng không thích kiểu chiến tranh lạnh lắm. Dạ. Tốt nhất là mình nên bày tỏ như vậy thì tốt hơn. Vậy nếu mình mà tiến triển tốt thì em thấy đến bao giờ thì mình có thể tiến tới được hôn nhân? Em cũng không quan trọng thời gian,
Nghĩa là hai bên tìm hiểu, đến một thời điểm mình cảm thấy cả hai thực sự cần nhau thì mình tới thôi. Vấn đề của hai bạn bây giờ là cái địa lý nè. Thì như em thì nếu đơn vị tạo điều kiện cho phép thì em sẽ đến chỗ bạn ấy thăm gia đình, xin phép cô chú là cho tìm hiểu. Nếu nhiều thì tuần được một lần, còn nếu ít thì tháng được khoảng 2 lần. Dạ. Rồi, bây giờ mình tiến tới cô gái, nắm tay cô gái để trao những cảm xúc nhìn thẳng vào mặt nhau. Thì em thì em biết âm nhạc hay âm nhạc cũng không biết em lắm. Rồi, thực ra là trước khi em hát em mong mọi người đó, có bây giờ tới hát rồi đó. Có cà chua thì cất đi. Tiến tới đi. Thì hát một đoạn trong bài Trái tim người chiến sĩ. Nào, nắm tay nào, cuộc đời người chiến sĩ giản dị thật đáng yêu. Một chiếc ba lô, một khẩu súng trường, một ngôi sao trên mũ. Cuộc đời người chiến sĩ giản dị thật đáng yêu. Một túi lương khô, một tấm vải dù, một đôi dép cao su. Những anh đẹp lắm, đẹp hồn nhiên như chân lý cuộc đời. Vì anh có một trái tim, một trái tim. Xúc động quá. Vâng, thôi thì anh là anh có một trái tim trong sáng, thuần khiết và đẹp đẽ như lời bài hát ấy. Dạ. Anh nguyện ý trao cho em thì em hãy cho chúng ta cơ hội để tiến xa hơn nữa. Dạ. Sau 3 tiếng đếm nha, bấm theo sự mách bảo của con tim. 3 2 1 Hết thời gian. Đồng điệu luôn á. Hai cái cặp luôn. Ghê thiệt. Nắm tay nào, nắm tay nào. Đó. Hôm nay đến với chương trình được gặp bạn Dung là một điều rất là may mắn và cũng là xúc động trong lòng của cháu. Thì cháu cũng xin phép hai bác trước hết cho chúng cháu được làm quen tìm hiểu nhau. Cô chú với các anh tạo điều kiện cho hai đứa em tìm hiểu nhau. Rồi bây giờ thì mình xin phép để mình được hôn cái nụ hôn đầu tiên lên má của bạn gái. Cháu xin chào chú, các anh, các mẹ em luôn. Thôi, vui quá. Đây, hôm nay món quà của nhau. Ha. Em đơn vị mình thắng lợi quá cơ. Phát nào trúng phát đấy. Chúc mừng hai bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa cùng nghe nhạc trên Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Thật ngọt ngào, thật yêu thương nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn các bạn. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất, chúc hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Cảm ơn.